Cay đâu trời ơi. Mẹ nói mẹ mua cái ghế để ngồi mà quên hoài à. Mua cái ghế nhỏ hả? Rồi nhắn lên mọi người. Nay xả đóng bơm này chắc tới tối luôn mấy bà ơi. Cái viết đâu đây? Lấy cái viết mới không đi ta. Ờ coi cái cây nào mình viết mà nó không còn đậm nữa thì bỏ nha. Phải đậm đặng mai mình soạn đơn cho nó dễ viết màu. Ngồi ghế đi. Ta lấy ghế cho mày ngồi. Ngồi góc đó đó, ăn dục hàng qua góc này cho ma mình sợ. Trời ơi, mạng gì yếu dữ vậy trời. Mạng yếu quá mấy bà ơi, mạng yếu xìu luôn. Mạng yếu xìu, yếu soạt luôn. Dạ, chào mấy chị đẹp. Cà phát. Cà phát, ăn đòn bây giờ. Lạnh quá đây. Bắt quạt xuống mấy lạnh như trời. Rồi rồi mấy chị ơi, cho em một hai lượt chia sẻ đi, em bắt đầu em xả bơm nha. Ở ngoài em tươi vậy thôi chứ trong ruột em héo queo rồi mấy bà ơi. Mười bữa nay về không là mười cục hàng bơm. Rồi ngày mai ngày mốt nó sẽ về tiếp. Mấy chị tốc độ bơm hàng của mấy chị nó vượt đẳng cấp luôn, quá vượt luôn. Lại trên tặng cái quần sao không thấy. Mấy chị ơi, em có nói với mấy chị rõ ràng trên live á, là khi mấy chị săn được hàng tặng, mấy chị phải mua kèm trong live đó một đơn hàng từ 100 ngàn trở lên em mới chốt chung cho mấy chị. Chứ không phải mấy chị vô mấy chị lấy mã tặng mấy chị đi ra là mấy chị được tặng cái đó. Tại vì những cái mã tặng là những cái mã em sale hoặc em không có tính tiền mấy chị, thì nó phải đi kẹp chung đơn hàng. Ha, có rất là nhiều chị luôn. Thí dụ trong live này nè, cái lên mua cái mã bơm này mua có một mã hai mã xong mấy chị đi ra, nó đâu có đủ đơn hàng đâu mà để em chốt cho mấy chị. Cho nên mấy chị mua thì phải mua đủ đơn hàng trong một cái live đó cho em. Em nói rất là nhiều luôn, nhà em nói cũng rất là quanh năm suốt tháng cái vấn đề đó luôn mấy chị ơi. Trời ơi, tôi tính toán với mấy bàn chi một hai cái hàng tặng, nhưng mà tại vì mấy chị không có mua đủ đơn hàng. Có nhiều chị cứ săn em sale cái vô mua một hai mã rồi đi ra. Nó phải có đơn hàng kèm vô em mới gửi tặng cho mấy chị được trong cái like đó. Rồi chấm bài giùm em mấy chị. Rồi nha, chia sẻ đông đông đi để em lên bơm. Cũng biết sao bơm hoài cũng nản lòng quá mà. Bữa nay là về trả về 10 đơn hàng bơm thì mấy chị nghĩ đi, một đơn 50-60 ngàn của em, 10 đơn thì đã hết bao nhiêu tiền rồi. Rồi nha, em chỉ ưu tiên cho chị nào có chia sẻ thôi nha mọi người. Cái quỷ kéo này cắt đứt luôn. Dạ rồi, chấm bài giùm em mấy chị. Coi gì có nghe tiếng gì đâu, coi tắt đi. Con nghe tiếng có được mà. Trời. Rồi, chấm bài giùm em mấy chị ơi. Đông đông tí xíu mọi người cho em một hai lượt chia sẻ đi mấy chị. Trời ơi, không có chế nào chứ. Tôi lấy cái máy kia qua tôi coi bà nào có chia sẻ tôi tặng bơm. Không có chia sẻ tôi khỏi tặng luôn. Để mất công cho mấy chị nào người ta thật sự nó có chia sẻ nó tặng không được. Đợi em xíu. Em lấy cái máy này qua em kiểm tra luôn. Máy này sạc từ trưa giờ có miếng pin một. Sạc nó muốn hư. Dạ nha, chế nào có chia sẻ thì em sẽ tặng mã bơm cho mấy chị. Mấy chị lưu ý giúp giùm em, mã bơm này là em sale 50% giá cho mấy chị luôn. Cho nên là phải có chia sẻ giùm em mới được nha mọi người. Phải có chia sẻ giùm em thì mới được mấy chị. Đây. Để mất công nhiều chị không có chia sẻ cái xăng hàng bơm của mấy chị, người ta chia sẻ giùm không được. Mấy chị không được, không có chia sẻ cái mấy chị vô xăng tội nghiệp mấy chị kia. Chơi với công bằng, mấy chị xả bơm chơi với công bằng. Cái máy này sao đứng luôn rồi.
Xu nè. Dạ rồi, mấy chị chia sẻ đi đem lên nha. Nói chung bán hàng á, cái chuyện bơm hàng là cái chuyện không có tránh khỏi rồi. Nhưng mà bơm vừa thôi, bơm quá, bơm quá chết em mấy chị ơi. Bơm quá chết em luôn nha. Chào Lan Anh, lên xăng hàng bơm nè gái ơi. Rồi nhanh tay giùm em mấy chị. Dạ chào chào mấy chị, cho em một hai lượt chia sẻ đi để bắt đầu em lên hàng bơm nha. Đây đã, chị nói chị mua cái ấy chị quên mua cái ghế này nè. Tình tao đi ngày 8 ghế. Không, chị có kìa, nhưng mà nó cũ á, chị muốn mua cái mới thôi. Dạ rồi, chia sẻ thì mình sẽ săn được hàng bơm. Tại vì mấy chị biết sao không, khi những cái hàng em sale bơm này nè là những cái hàng 50% giá em up down cho mấy chị. Cho nên là mấy chị phải chia sẻ giùm em đúng quy định, chơi phải chơi đúng mấy người, mọi người. Nhiều khi mấy chị có chia sẻ thì người ta không săn được, còn mấy chị không có chia sẻ thì cứ vô lấy mã sale. Đó, cho nên là chơi công bằng nha. Rồi đây em đang kiểm tra máy này, chứ là có chia sẻ thì em bắt đầu em chốt mã này cho mấy chị. Rồi đông vui chưa? Rồi ok, lên cho em 2 bộ. Trời ơi, mua 3 bộ cute nè. Má ơi, nó mua tôi 3 bộ cute, mã bơm tôi đúng 3 bộ luôn. Cá nhân bơm hoài vậy. Trời ơi, chị ơi, nó bơm biết em muốn banh xác luôn vậy đây nè. Nó bơm biết em muốn banh xác đây nè. Rồi sale cho em hàng bơm nha, lên cho em mã này mã 1 đi. Bà nào lấy bộ bơm này mã 1 comment cho em 35.000 mã 1. Mã bơm 1 35.000. Đó. Bộ này là 65 kg đổ về cho em. Mặc thoải mái luôn, 65 kg về bơm 1 cho em. Bơm 1, bơm 1. Ai lấy bơm 1 comment 35.000 nhanh tay lụm nha. Cho chị Nguyễn Tuyết. À chế Nguyễn Tuyết ơi, chế có chia sẻ chưa? Má chế nó không có hiện cái logo chia sẻ lên nè chị đẹp ơi. Em chốt cho chị, mấy bà kia chửi em. Má chị, má em chưa có hiện chia sẻ của chị. Không có chốt cho chị được nè tình yêu ơi. À, chốt bơm 1 cho Lê Gắm có chia sẻ nè. Dạ phải có chia sẻ giùm em mới được mấy chị. Lê Gắm 35.000 mã bơm 1. Lê Gắm 35, rồi đợi em chốt. Mấy chị ơi phải có chia sẻ giùm em mới được mấy chế. Mình chơi công tâm mọi người. Khi xả bơm là phải chơi công tâm. Để tội cho mấy chị người ta chia sẻ quá trời mà không được gì. Dạ chơi công tâm giùm em tí. Hôm bữa bán 55 hay sao rẻ vậy chị. Trời đang bị bơm gái ơi. Đang bị bơm, đang xả bơm. Đang xả bơm. Trời ơi chia sẻ đi rồi tôi sale rẻ cho. Nó đang bơm tôi muốn tét đầu nè. Khách mới inbox thông tin qua tin nhắn nha khách ơi. Khách mới inbox thông tin qua tin nhắn em mới chốt đơn nha. Chị trước Lê Gắm. Chị ơi, chị sao chị ơi? Trời ơi, chị sao người ta lâu lắm chị ơi. Trước ở đâu mà trước? Em tính bên máy em là chính xác, không có tính cho máy mấy chị đâu. Trước cái gì mà trước? Đây nè. Trời ơi, người ta Lê Gắm rồi Lê Thảo rồi mới tới chị. Chị đứng cái hàng thứ 3 lần chị Thủy Bích ơi. Rồi lên cho em. Chị đứng tới hàng thứ 3 lần chế ơi. Chết luôn, ở đâu ra mà chị trước. Máy em chị đứng hàng thứ 3 lần nha. Lê Gắm rồi xong bà kia mới tới chị đó. Rồi tiếp tục cho em, ai có chia sẻ thì em mới chốt. Comment cho em mã bơm 2. Trời ơi cái gì nó ngắn dữ vậy hả? Chị mà ông nó, ông đó ông nói một thước được. Thì bởi vậy bơm quá trời bơm muốn khổ luôn. Rồi lên cho em mã bơm 2 nhanh tay. Bơm 2 35.000 bơm 2. Ai lấy bơm 2 comment 65 kg về 35.000. Bơm 2. Bơm 2 cho Thủy Bích nè 35.000 nè. Chặt bỏ này nha. Thủy Bích 35. Bơm 2 hết rồi nha. Tôi không có đánh số 123 được đâu. Mấy bà sẽ comment theo số không được. Rồi comment cho em mã này. Em đang xả bơm cho nên mấy chị chia sẻ thì mình mới được săn cái giá bơm này.
Rồi mấy chị comment cho em bộ này là bộ chuột hồng cho em. Xả bơm 35.000 chuột hồng. Ai lấy chuột hồng comment chuột hồng 35.000. Bà nhờ bà kia bà hỏi tôi sao rẻ. Bộ này là từ bữa hổm bán 60.000 đó. Tại vì cái này là xả bơm. Chuột hồng cho chị Tâm Đỗ. Tâm Đỗ inbox số nào địa chỉ giùm em nha chị Tâm Đỗ ơi. Chị Tâm Đỗ inbox số nào địa chỉ giùm em. Rồi ai chia sẻ thì lụm. Ai chia sẻ thì lên mình lụm thôi à, chứ không gì trơn á. Phải có chia sẻ thì mới lụm. Chia sẻ là được lụm hết mấy bà ơi. Nhanh tay share like giùm em. Dạ 1-2 nhóm là được rồi mấy chị. 1-2 nhóm, 1-2 nhóm giùm em là được rồi mọi người. Hàng bơm này thì mấy chị lưu ý giúp giùm em nha. Lựa hàng chắc đơn và chốt đơn giùm em nha. Đây, cục này của ai? Trần Hải. Trần Hải có 3 bộ đồ mà cũng bơm tôi nữa, thiệt tình luôn. Đây, chịu nói không? Bơm có 3 cái cũng bơm nữa, Trần Hải nè. Bơm nhiều như vậy, một đống luôn. Bữa nay em nhận về hàng bơm muốn xỉu luôn. Rồi comment cho em áo Thái nè. Comment cho em áo Thái nha. Áo này 55kg về lên cho em mã áo. Em xả bơm cho mấy chị cái áo này nha. 20.000 cho em mã áo 20. 55-56kg về. Comment cho em áo 20. Cái này là xả bơm mới có giá này nha chị em ơi. Chứ bình thường bán là nó cũng chưa có rẻ được như vậy đâu. Ai lấy áo 20 comment cho em. Rồi lên cho em cái quần đuổi. 55kg về quần đuổi nè. Áo 20 cho chị Nguyễn Bọt. Nguyễn Bọt áo 20. Rồi comment cho em quần đuổi xả bơm nha. Đây quần đuổi cho em 55kg về đuổi này xả bơm luôn 35.000. 35.000. Ai lấy quần đuổi comment cho em quần đuổi 35. Quần đuổi 35 cho em đuổi 35. Đợi xíu cái xả tiễn dân tụi này nó đi cái mấy bà ơi. Quần đuổi 35.000 cho em cho Hà Phạm. Hà Phạm inbox số này thì chỉ qua tin nhắn messenger giùm em nha. Xu đừng làm sùm để mẹ nói chuyện đó. 35. Ừ, 35. Rồi mấy chị lên cho em bộ Thái. Lên cho em bộ Thái bơm 60kg về cho em bộ Thái nè. Em sale cho mấy chị bộ Thái này nha. 55.000. Nhanh tay lụm cho em. Comment cho em 55. Bên em chỉ chốt đơn qua tin nhắn messenger thôi. Không cho số điện thoại. Không cho bất cứ cái thông tin gì trên live hết giùm em nha. Chỉ inbox số này thì chỉ qua tin nhắn giùm em là được chốt đơn. Rồi comment cho em bộ Thái. Bộ Thái này sale 55.000, 60kg đổ về. Ai lấy bộ Thái comment bộ Thái cho em. Bộ Thái cho em nè, 55 cho chị Thủy Bích. Trời ơi, hàng bom em nói thiệt với mấy chị luôn. Gán đi mấy đứa này cho nó gán tàu nghiệp đi. Rồi mai mốt cho nó lãnh hậu quả nha mấy bà ơi. Đặt hàng mà ác nhất là đi bơm hàng của người ta đó. Bơm hàng người ta là xỉu luôn nha mấy bà. Bơm là xỉu luôn á nè. Có gấm đồ trong đây nữa nè. Có gấm đồ nữa nè. Cao quá vậy. Ngồi chừng té đó. Cái này là ai đây? Hoa. Rồi hoa tím bằng lăng luôn. Đây. Trời ơi có cái nón nữa mấy má ơi. Có cái nón nữa nè, bà nào lấy cái nón này sale tặng cho cái nón đi biển này nha. Cái nón này bữa bán mấy chị 35.000 phải không? Giờ tặng luôn cho. Lên cho em mã nón 20. Lên cho em mã nón 20. Nón 20 cho em, nón 20. Lậm liền. Lậm liền cho em cái nón 20 về. Đội đi chơi, đi du lịch cho Mỹ Linh Nguyễn. Em xả bơm một cái là mấy chị cứ việc chia sẻ đi rồi mẹ săn hàng rẻ. Rồi mấy chị lên cho em bộ 3D, 3D Thái nha. 3D Thái 60kg về cho em. Cái vải này là bao đẹp cho mấy chị luôn. Hàng này là hàng em bán 95 nè. Bây giờ em xả bơm cho 65.000. Bà nào lấy comment cho em bơm 165. Ai lấy bộ này comment cho em mã bơm 165.000. Bộ này là bộ 3D Thái nha mấy chị ơi. Chất dày dặn đẹp nha. Bơm 1 cho em 65.000. Bơm 1 65. Bơm 1 65. Cho lê gấm 65.000.
Rồi comment cho em mã này, mã ngố nè. Đó. Comment cho em mã mèo. Ai lấy mèo comment mèo cho em 65.000 luôn. Bọn này 60kg về cho em 3D Thái nha. Comment cho em mã số 2 đi. Mã 2 cho em sale 65.000 mã 2 luôn. Không phải ngố, mèo cho Hà Phạm. Lựa chắc đơn giùm em nha khách ơi, đừng có lên đặt rồi bơm nữa thương nghiệp em nha mọi người. Em đã xả bơm rồi mà em bị bơm cái nữa là thôi em hết thời luôn rồi đó. Mã 2 hết rồi. Rồi comment cho em mã này, comment cho em mã ngố đi. Ngố ngố. Này ngố Thái nha, sale luôn 65 luôn. Lên cho em ngố 65. À này cực kỳ đẹp luôn, ngố 65 giùm em. Ừ nếu để vậy sáng khỏi khỏi phải gì soạn. Comment cho em ngố 65. Hà này hàng xịn lắm mấy chị ơi. Hà này là cực kỳ đỉnh luôn. Comment cho em ngố 65 luôn cho Lê Kim Lượng, Lê Lượng. Bà Kim Lượng này em ghi Lê Lượng được rồi. Gửi rồi nha tình yêu ơi. Gửi rồi nha chị Trinh Đoàn ơi, gửi rồi. Rồi lên cho em bộ gấm 4X. Bộ gấm. Gấm xịn size 4X cho em 68-70kg về. Đây. Bộ gấm này giờ xả bơm luôn 75.000 nè. Bà nào mua được bộ này là đúng đã luôn 75.000. Lên cho em bộ gấm 4X 95.000 cho em. Ủa lộn 75.000. Comment cho em 75.000 gấm. Ê Thảo chắc xui lại nè đó. Đừng chắc ngang vậy. Gấm cho mi vỏ. Xui giống như chị chốt đơn vậy. Mi vỏ gấm. Bộ đó sale cho 75.000 á. Xui lại. Ừ. Bây giờ mà để theo tên luôn thì sáng khỏi soạn, đỡ mất thời gian. Xui lại luôn hết. Mấy cái kia xui dọc lại giống như chút đơn sáng vậy đó. Xui theo thứ tự luôn. Tại có mình đâu sắp được, có người sắp gì cho nó dễ. Ừ. Rồi đó giờ nhớ tên nó dục vô đó. Ở đây có 5 bà mua hả? Nhiều xong ra tên luôn đi. Xui đừng có chắc nữa. Thấy cái tên sáng mày khỏi chốt, mày sáng rảnh được buổi sáng. Thay vì sáng mình phải ngồi chốt đơn, bây giờ mình ra luôn. Rồi lên cho em bộ lụa đùi. Trời ơi, hàng bơm mới còn được lụa đùi nè mấy bà ơi. Đây, lụa đùi cho em nha. Bơm này 50-52kg về lụa đùi. Chế nào lấy xả bơm cho 45 nha. Lên cho em đùi 45 mấy chị. Đó, hàng này xả mới còn nè. Hàng này bữa bán 60 nè. Lên cho em bộ lụa đùi 45 nha. Lên cho em lụa đùi 45. Đùi 45 cho Trúc Thanh Nguyễn Thị. Ủa? Trúc Thanh Nguyễn Thị. Rồi lên cho em hai hộp kem mấy chị ơi. Ai lấy kem comment cho em kem nè. Kem này có 1 hộp gỡ sẵn nè. Thấy em Nhật Nam ơi mà em comment sau người ta không à. Có chị nào lấy kem xài không body? Kem body cho em bị bơm 4 hộp nè. Thơm lắm mấy bà ơi, kem này bữa giờ bán tặng mấy bà quá trời rồi. Bà nào lấy kem body comment cho em 30.000. 30.000 cho em nha. 1 hộp, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp. 4 hộp kem body 30.000 hộp. Hàng này là em sale đó nha mấy chị. 30. Ai lấy kem comment kem cho em nha. Chà này sót đường tiền. Rồi u mì. Em còn bộ u mì tay dài size M 55kg về u mì nha. Chị nào lấy u mì này em sale luôn cho u mì nè. U mì tay dài 55kg về. U mì này giờ sale cho mấy bà luôn 70.000 luôn, 70. Ai lấy mì comment mì cho em sale 70.000 dây kéo. Ai lấy u mì comment sale 70 nha, 70. 70.000 giùm em. Tấm bài lên mấy chị ơi. Hai sáu lạnh lên có số 1 mã nực lại. Cho chị Lữ Hạnh xe 70. U mì nó 55kg về mặt siêu mát luôn. Em cũng biết sao em bị bơm nhiều tới vậy nè.
Em nói em gọi hàng mới cũ gì cũng có chứ. Có mấy bà mua không biết bao nhiêu lần rồi mà cũng còn bơm luôn. Cũng bó tay luôn, không hiểu luôn. Khách mới người ta bơm nói đi, khách cũ mua hàng cá chục lần luôn mà cũng bơm là bơm mà. Vô Phương. Rồi. Đây. Đó, hai cái áo thái với áo khoác mà bơm hàng. Mì hết rồi gái ơi. Mì hết rồi em ơi. Kem body với chị ơi. Rồi lên cho em mã thái phong rộng nha. Thái phong rộng bữa giờ không có bán nè. Bây giờ lấy xả bơm á chị 40 ngàn. Comment cho em thái rộng 40. Comment cho em thái rộng nha. Thái rộng 60kg về 40 ngàn. Dạ chào mấy chị. Chấm bài giùm em mấy chứ. Thái rộng 40. Thái rộng cho em 40 ngàn. Rồi comment cho em màu xanh sale 40 luôn, 60kg về 40 cho Nhật Nam. Ai lấy xanh comment xanh cho em 40 luôn, xanh. Màu xanh cho em cô Tông Thái nha, sale 40. Màu xanh, màu xanh. Ai lấy xanh comment xanh 40. Xanh cho Trúc Thanh Nguyễn Thị. Bạc Liêu gửi bữa giờ rồi Thu Nguyễn ơi. Bạc Liêu em gửi bữa giờ rồi. Gửi lâu rồi chị. Rồi mấy chị comment cho em khoác dù. Dù xịn lắm luôn nha. Dù 58kg về cho em dù. Dù có thêu nha mọi người. Dù dù hai lớp lót trong cho em hàng thêu nha. Chị nào lấy dù comment. Áo này 60kg về giúp em. Dù này em sale 65 ngàn luôn. Đây. Hàng bao xịn luôn, thiêu nha mấy bà. Thiêu trước thiêu sau nè. Ai lấy khoác dù comment cho em. Dù này là hai lớp dày dặn nha, em không có bán cái dù mỏng nha. Dù này em sale 65 nè. Cho chị canh trần nè. Trời ơi, bao la luôn đừng lo, cho chị canh trần cái nè. 60. Ôi lộn 65. Coi chừng cái mấy cái bao á, chưa cẩn thận chừng nó dính màu. Màu rách thì né nó ra. Dù con dù cho Lê Hoàng Linh. Cái đó là màu xanh bơ nha. Cái đó là xanh bơ cho em Lê Hoàng Linh nè. Rồi hết màu xanh bơ. Lê Hoàng Linh, Lê Hoàng Linh 65. Hết màu xanh rồi. Qua cho em màu hồng đi. Màu hồng này còn hai cái nè. Hồng này khác nó mới ghê. Ai lấy hồng comment hồng cho em. Này là dù xịn nha mấy chị ơi. Dù cực kỳ đẹp luôn. Đó. Ai lấy comment cho em màu hồng. Phone này 55kg nè. Hồng này 55kg cho em. Ai lấy hồng 55kg comment hồng. 55kg. Bữa em có hai cái. Không có còn để đâu em ơi. Bây giờ đơn hàng đủ đơn là chốt. Ai không chốt đơn là xả bỏ nha. Chứ không có để giữ đơn. Hàng bây giờ em nói thiệt với mấy chị đi rất là lâu. Không có thể nào giữ đơn cho mấy chị ngày này qua ngày nọ được hết nha. Heo lớp. Khách mới hả chị? Chị heo lớp. Ây da, khách mới. Khách mới inbox số thoại địa chỉ giùm em nha chị ơi. Khách mới này không biết có chốt không nữa. Chốt đây xong mai mấy chị đặt, mấy chị xả tội nghiệp em. Có 65kg. Có 65kg là gì vậy? Comment cho em hồng đi, em sale cho nha. Chị heo lớp inbox số thoại địa chỉ giùm em. Rồi chị nào lấy hồng cánh sen. Em có một cái cánh sen 60kg. Ai lấy cánh sen 60kg comment cho em cánh sen 60kg. Đây cánh sen 60kg giùm em. Ủa Thu Nguyễn này có hai cái quần hình như chốt đơn rồi mà. Hình như chốt đơn rồi mà bây giờ lên đây nói gì vậy ta. Thôi tôi đang like mấy bà đừng có hỏi nha. Để tôi... Mấy bà muốn gì nhắn tin cho tôi đi nha. Tôi đang like. Mấy bà đừng có hỏi bất cứ gì trên like hết. Tôi sẽ không có nhớ. Pyjama 65kg có nha. Chị nào lấy comment cho em màu hồng cánh sen nha. 65 ngàn. Hồng cánh sen. Cánh sen cho chị Hoàng Cúc 65 ngàn. Rồi comment cho em màu tím đi mấy chị ơi. Màu tím. Ai lấy tím comment dù này là hai lớp nha, xịn sò luôn. Chị nào lấy comment cho em màu tím. Em sale 65 ngàn cái màu tím.
Comment cho em màu tím 65. Em còn hai cái tím. Cho Lê lượm cái 65.000. Ok Lê lượm. Em còn một cái tím nữa nha. Chị nào lấy tím comment còn một cái 65.000. Dù này là dù đẹp luôn á, dù xịn sò luôn á. Dù xịn sò luôn á. Hoàng Cúc nãy lấy màu gì vậy? Dục lại chị ơi. Chị ơi em đổi một lần này thôi nha, lần sau lựa chắc giùm em nha. Chứ mà em lên mẫu trước rồi mấy chị mua mẫu sau đó tới đổi lui là em bỏ đơn, em bỏ luôn á nha. Cho Hoàng Cúc. Lựa chắc giùm em đi chứ không có thể nào mà em lên cái sau mấy chị lội đổi cái trước một hồi là mệt lắm luôn á. Em còn cái hồng cánh sen nha. Em còn rớt lại cái hồng cánh sen á. Rồi đây em còn một cái màu tím đậm nè. Hồng cánh sen cũng đẹp mà đấy. Ai lấy tím đậm comment tím đậm cho em, phơ này 55kg về tím đậm. Ai lấy tím đậm comment tím đậm. Tím đậm này size 55kg giùm em nha, tím đậm. Em sale cho 65.000 cái rồi, hết dù nha. Hết dù nha mấy chị ơi. Tím cho Lan Anh. Còn cái năm tím đậm cho Lan Anh, hết rồi bà Dầu Nguyễn ơi. Tôi còn một cái màu hồng cánh sen đẹp quá trời, 56-57kg về nè. 56-57kg về còn cái hồng cánh sen. Cái này là dù rất là đẹp nha mấy chị, dù lót trong nha, là dù này hai lớp dày dặn chứ không phải là dù mỏng nha. Mà hàng thêu nè, đó. Em còn một cái hồng cánh sen cho chị Dầu Nguyễn. Mấy chị ơi, hàng bây giờ là đang đi ngay mùa dịch. Hàng đi rất là lâu nha mọi người. Mấy chị gán đợi nhận hàng giùm em nha. Em không có chấp nhận lý do mà hàng đi lâu, mấy chị bơm hàng em vậy kỳ lắm nha mấy chị ơi. Cho Dầu Nguyễn 65.000. Trời ơi em bán mấy chị em còn muốn nó đi nhanh để em thu tiền nữa. Mà có nhiều chị ấy, lấy lý do là hàng đi chậm quá giờ không nhận nữa bơm hàng em. Làm vậy chơi vậy không đẹp. Chơi vậy hơi kỳ lắm nha. Cắt mấy bao bơm này đi chứ để làm gì. Đầm mặt đám cưới hả? Không. Hổng lên quá trời đầm. Tôi không có biết đầm là mặt đám cưới bà ơi. Phát hết rồi. Đâu đặt hàng gì đâu, có mấy bộ mà cũng bơm hàng, bơm tới bơm lui. Có rồi nha mấy chị. Đặt có 4 bộ cute à. Đặt 4 bộ cute ta vào quần dài mà bơm luôn nè, chịu nổi không? Nguyễn Thị Mỹ Hiền nè. Hậu đi á. Rồi comment cho em chị nào lấy bộ này comment số 1 đi, em sale xả bơm nha. 7. Comment số 1 cho em sale 70 luôn. Ai lấy số 1 comment 70.000. Nói khách bơm hàng mà nói lý do giống như đúng rồi đó. Comment cho em số 1 70. Cái này là em xả bơm nha mấy chị ơi, cho nên cái giá nó sẽ rẻ hơn bình thường em bán nha. Comment số 1 nè, 65kg về 70.000. Số 1, số 1. Hàng này em đang bán 80 á. Dạ bơm em xả luôn 70, số 1. Cái này không có sale rớt giá được nữa đâu mấy chị. Cái này người ta bán tới cả 100-101 bộ á. Comment trên số 2 nè. Số 2 70 luôn, số 2. Ai lấy bộ này comment số 2 cho em 70. Số 2 cho em mấy bà ơi, cái này là cute Quảng Châu nha. 45-65kg 70.000. Số 2. Cái này em có 4 bộ á, chị nào lấy thì lấy. Số 3, số 4 con sóc nè. Đó. Cái này để từ bán cũng được, không sao. Số 4. Ai lấy thì comment nha. Bơm. Đợi em chút. Mạng yếu. Ừ mạng yếu quá mấy bà ơi. Mạng đang rất yếu nha mọi người. Đây gắm đồ nữa nè. Mạng yếu chị comment sao á. Bình Khánh. Rồi comment cho em bộ gắm nha mấy chị.
Đây còn bộ gấm nè. Bộ gấm nha. Ai lấy gấm comment cho em 55kg về gấm em sale luôn, xả bơm luôn. Gấm này xả bơm nha mấy chị luôn, 75.000. 75.000 giùm em bộ gấm nha. 55kg về. Ai lấy gấm comment gấm. Comment gấm cho em 75.000 gấm. Hàng này bữa bán 90. Đây, sale 75.000. Tên Bình Khánh. Cái Bình Khánh nào luôn. À, cho Như Tuyết, sale 75 Như Tuyết. Mua hàng xong là mai em chốt đơn liền đó nha mấy chị ơi, em không có giữ đơn nha. Bây giờ bên em không có giữ đơn nha, giữ cho mấy chị xong mấy chị xả cũng vậy à. Rồi comment cho em bộ lụa. Lụa đôi sale 45 nè. Ai lấy lụa đôi comment 45.000 cho em. 45.000. Comment cho em lụa đùi 55kg về 45k. Chấm hết rồi. Comment lụa đùi 45. Cho Trúc Thanh Nguyễn Thị. Rồi comment cho em số 2 đi, em sale 45 luôn. 55kg về số 2 cho em. Đùi lụa luôn nha, số 2 55.000. Ai số 2 comment cho em 45.000 luôn, số 2 45. Số 2 45. Trúc Thanh luôn. Trúc Thanh Nguyễn Thị 45. Rồi đợi em tí. Rồi lên cho em có bầu lụa tay dài quần dài nè. Tay dài quần dài em sale nha. Đó. Tay dài quần dài 55kg về sale cho bộ này 75.000 giùm em. Ai xanh comment xanh 75. Ngọc ơi của em cục đồ lạc mất tiêu. Lạc cái gì, nó trả về đơn của Nguyễn My Tú đây nè. Đơn của chị nó mới trả về bữa nay nè. Trời ơi khổ quá luôn. Tôi cũng không biết sao nữa. Đi 3 đơn nhận 2 đơn trả về 1 đơn. Tôi cũng hiểu bưu điện ngay. Hay cái phần này tôi không biết là do khách hay do bưu điện nữa. Thiệt vô cùng mệt luôn. Rồi comment cho em bộ lụa đi. Lên cho em xanh tay dài quần dài nha. Em sale bộ này cho. Em sale bộ này cho mấy chị 75.000 nè, 55kg về nè. 75.000. Size M đó mấy chị, tương đương size M đó. Tôi thấy đơn của bà nó trả về đây nè. Hình như cái cục này tôi đang cầm luôn hay gì nè. Nè. Tôi cũng không biết sao trả lên bà về. Rồi bộ lụa này sale nè 60. À xin lỗi, bộ lụa tay dài thổ cẩm này sale 65.000, 55kg về luôn 65.000. Để em ơi tôi gửi lại cái đơn này cho bà ơi. Rồi ba nó về kìa. Hàng nãy giờ im ru. Ông nội khóa cửa rồi. Xu chạy về kêu ông nội mở cửa xu. Lụa tay dài cho chị Nguyễn Nghĩa. Bộ đó sale 75. Chị Nguyễn Nghĩa lấy bộ màu xanh đó phải không? Xanh biển 75.000. Rồi comment cho em bộ này số 1 đi, em sale 65 nè. Form này 55kg về cho em. Số 1. Bộ này cũng có túi luôn nha mấy bà ơi, có túi. Đó. Mà là cái hàng này thổ cẩm cho nên thôi em sale 65 luôn cho mấy chị. Ai số 1 comment 65.000. Mạng yếu dữ vậy hả mấy bà ơi? Số 1 65.000. Kêu bu tá lục dầm mà mất tiêu tới giờ. Nó gửi về mẹ nó rồi. Cho Trần Thị Mỹ Dung. Lên ghế ngồi đi, ngồi đó chịu không nổi đâu. Đem sẵn cái ghế cho mà cũng chịu ngồi. Mỹ Dung. Trần Thị Mỹ Dung. Dạ rồi. 65. Comment cho em số 2. Ngồi cho thấy chính xác lắm yên tâm. 65. Comment số 2 cho em, số 2. Em sale bộ này cho 65.000 mấy bà về mặt 55kg về. 65. Comment số 2 cho em. Bán rẻ cho mấy chị luôn 65.000. Tay dài quần dài size M mấy chị, thấy Linh Trần mà nói đâu em comment gì đâu. Số 2 cho em đi. Rồi một bộ số 2 nha, 65 luôn. Nhanh cho bà Xuân Toàn sale cho. Bay vô đây đi mấy bà ơi, để tôi bóc vài cục tôi sale cho nè. Mệt quá, tôi chán quá chán rồi.
làm ăn cái kiểu này giết chết luôn. Cái người muốn nhận rồi, cái người không nhận được. Còn cái người không muốn nhận á, thì hàng tới thì lại bơm. Dạ ok chị Nguyễn Liễu, cảm ơn chị đẹp. Rồi lên sale mấy bà ơi, nhanh tay nha. Đây công sở, công sở tuyết mưa size S nha. Công sở tuyết mưa size S cho em nè, size này 48-50kg nè. Trời ơi nó đẹp ghê chưa. Đỏ. Thôi hết chỗ rồi, thôi hết chỗ đi quăng đây cục rồi mê soạn ra. Chứ nhà mình đâu đủ đồ rộng đâu. Comment cho em công sở size S 48-50. Em sale cho mấy chị công sở nha, vải cực kỳ đẹp luôn. 45.000 nè. Đây 45.000 cho em. Xưa đi học học mặc mấy quần tây này không. 45.000. Vải tuyết mưa cực kỳ đẹp. Màu xanh đen cho em. Màu xanh đen 45.000. Quá ngon luôn. Đây. Trời ơi công, công sở này là đúng đỉnh luôn cho Tiên Nguyễn. Tiên Nguyễn sau 45. Còn quần u mì hết rồi. Đây còn một cái màu kem. Ai lấy màu kem comment màu kem cho em. Đây. Ai lấy màu kem comment em sale 45 luôn. Hàng này là hàng tuyết mưa nha mấy chị ơi. Hàng tuyết mưa đó. Comment cho em màu kem 48-50kg. Ai lấy công sở màu kem comment kem cho em. Cho Tiên Nguyễn luôn nè. Sale 45.000 Tiên Nguyễn. Ok tình yêu. Không chị ơi, vải tuyết mưa là đâu đâu có co giãn. Rồi comment cho em áo phông rộng. Sale cho cái áo về mặt 25.000. Comment cho em vàng 25. Ai lấy vàng comment vàng cho em 25.000. Cái này là vàng tươi nè. Comment vàng 25 cho Nhật Nam. À, của chị hả? Nó đẹp, nó kẹt ở bưu điện á, nó chưa có gửi nữa. Đang nằm ở dưới bưu điện á. Dạ đơn của chị nó bị sót á chị Kim Ngọc Dương ơi, để ngày mai em báo gửi lại cho nha. Rồi comment cho em con sóc. Chị đã lấy sóc vàng 25.000, sóc vàng. Phong rộng này vải đẹp nha mọi người, vải cực kỳ ngon luôn á, 25.000. Ai lấy sóc vàng comment 25k. Sóc vàng 25. Sóc vàng 25. Ai lấy sóc vàng comment 25.000. Sóc vàng cho chị Yến Quỳnh Kim. Em đang sale mấy chị, em đang xả bơm muốn xỉu luôn đây nè. Rồi comment cho em sóc màu đen. Ai lấy sóc đen comment 25.000 luôn, sóc đen. Con sóc có mấy chơi 25.000 sóc đen cho em. Dạ hết rồi, em sale áo phông rộng này 25k. Đen cho chị Hà Phạm. Đen cho Hà Phạm. Ok Hà Phạm 25 rồi. Rồi comment cho em áo bô rip. Trời ơi xịn đò sò luôn. Đó. Bô rip xám cho em sale 25 luôn. 50kg về. Ai xám comment xám 25. Mấy cái hàng này có 1-1 không à mấy chị. Cho nên chị đầu tiên có thì chị sao sẽ không có nha. Chị đầu tiên mà có rồi thì chị sao không có. Em để điện thoại cao lên là sao? Không phải chị ơi, nhiều khi bên chị á chị ơi, nhiều khi cái điện thoại bên chị á, chứ bên em coi là bình thường. Bên em coi bình thường à chị ơi. Không phải do bên em mà do bên tụi chị á. Đây em đang coi rất là bình thường. Nè em đang coi nè. Em đang coi rất là bình thường. Chị chỉnh lại bên chị giùm em đi. Xám cho như Lê Như Nguyên nè, sale. Xám cho như Lê Như Nguyên. Nguyên á, Nguyên Nguyên Cu á. Nguyên Cu, Nguyên Cu. 20.000. Nguyên Nguyên Cu á. Nguyên Cu, Nguyên Cu. Ờ. Thì do bên chị á. Rồi lên cho em. Trời ơi set giờ này còn set đây. À này bộ. Phan đây còn cái áo sale luôn đi hả qua bộ. Dạ dạ mấy chị ơi đợi em tí xíu. Rồi lên cho em bô rip 2 giây. Bô rip 2 giây nha 50kg về. Bô rip 2 giây nè.
Ai lấy hai dây bô riếp comment cho em màu cam, em sale áo này 30 ngàn. Màu cam cho em 30. Màu cam mới ăn chén xôi. Màu cam cho em bô riếp hai dây nha, 30 ngàn. Rồi mấy chị lên cho em bộ. Trời ơi, bộ tiểu thư xinh xinh nha mấy chị ơi. Bộ tiểu thư 50kg về, 55kg về, sorry mấy chị. Bộ tiểu thư 55kg về cho em quần có túi nha mọi người. Đây, bộ này giờ em sale rẻ cho mấy chị nào quần có túi. Comment cho em bộ tiểu thư. Bộ này giờ bán mấy bạn nhiêu đây? Sale cho mấy chị 45.000 luôn, bán cho hết luôn 45.000. Comment cho em tiểu thư màu tím. Ai lấy tím comment tím 45. Không có sale, không có thể thao em ơi. Chị đang sale lộn xộn nha. Chị nào lấy tím comment tím. Màu tím 45. Em đang sale lộn xộn, không có theo, không có theo ý mấy chị được. Tại vì hàng này em đang còn có 11, em sale luôn. Comment cho em màu nâu nè, 45 ngàn. Cái này là lụa cát nha mấy chị ơi, vải mềm mịn lắm. Tại sale á, màu nâu nè. Ai lấy nâu comment nâu, sale 45 tím cho chị Thủy Bích. Trời ơi, bộ này mặc cưng xỉu luôn, quần hai túi cho em bộ lửng á. Mà tại vì còn ít quá, sale cho hết cho mấy chị luôn. 45 mấy chị. Ừ, sale 45 thôi. Comment cho em màu nâu. Ai lấy nâu comment nâu. Nè, Thủy Bích luôn, 45 ngàn. Bà Thủy Bích, bà lẫm hết cái này cho tôi đi bà Thủy Bích. Thiệt luôn. Mấy bà kia không mua là hối hận xỉu luôn. Bộ này vải đẹp giá rẻ nữa. Comment bộ này bữa bán 65 ngàn á. Giờ sale có 45 ngàn à. Nâu cho Lê Như Quyên nè, Quyên Quy Cu nè. Rồi comment cho em màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng. Rồi Lê Như Quyên có nha chị ơi. Màu vàng quần hai túi đàng hoàng. Siêu xịn sò màu vàng cho em 25k luôn. Ồ lộn, 45k luôn. Màu vàng 45. Ai lấy vàng comment vàng. Mua, ai mua được bộ này về mốt nói kiếm một lần thứ hai không có đâu nha. Vàng cho chị Thủy Bích. Nâu em còn bộ, nâu em còn bộ. Nâu em còn bộ nha. Ai lấy nâu comment nâu 45 ngàn. Đây lên cho em. Đây còn bộ màu tím nha. Vậy là em còn bộ màu tím với lại bộ màu nâu nha. Bộ lửng này em còn hai bộ á. Màu tím nha, màu nâu cho em 45k. Bà nào lấy thì comment tím nâu 45. Còn bộ tím nha, bộ nâu nha. Rồi cái này bộ đùi. Ai lấy đùi comment đùi. Cái này giờ cắt nút gài. Hai bộ nâu tím. Mai Hà Thị. Ok chị Mai Hà Thị, inbox số này thì chỉ qua Facebook Ngọc Trầm giùm em nha. Facebook đăng ghim với màn hình á. Mai Hồ Thị. Rồi comment cho em bộ đùi. Đùi nè mấy chị ơi, đùi này sale 40. À đùi này sale 35 đi, 35 luôn. Còn bộ cuối cùng. Ai lấy đùi tiểu thư comment sale 35 ngàn. 50-52kg về. Ai lấy đùi comment sale 35 luôn. Cho chị Thủy Bích. Đó khách mới. Thủy Bích 35. Dạ cảm ơn chị yêu. Dạ bữa nay nhận hàng rồi phải không? Ok chị. Mai Hà Thị ơi, inbox số này thì chỉ qua Facebook giùm em chị ơi. Inbox qua Facebook Ngọc Trầm giùm em. Facebook em đang ghi với màn hình mấy chị đó. Bên em không có cho trên like nha. Rồi mấy chị lên nè cái quần. Mấy chị lên cho em. Bữa ba lấy cái quần này ba bận nè. Lên cho em mã quần mấy chị ơi. Trời ơi em nói mấy chị vải nó mềm mịn cực kỳ luôn. Chị nào lấy comment cho em 60kg về. Em sale cho cái quần này nha. Bữa nay em sale nha 40 ngàn thôi đó. 40. Ai lấy mã quần comment cho em mã 40, đen 40 giùm em. Đen 40. Ai lấy đen 40 comment. Hết rồi. Đùi có bộ màu và mấy tình yêu ơi. Để tôi móc tôi lôi hàng sale. Rồi tiểu thư em còn bộ. Quần 40 cho chị Thủy Bích. Quần này chị mặc mà không mát quá thôi luôn.
Comment cho em tiểu thư 55kg về em còn bộ. Sao biết khô mua đồ vậy anh? Comment cho em bộ tiểu thư nè, tay dài quần dài, bộ này sale luôn. Giờ còn bộ xả luôn. Đây. Lên cho em mã tiểu thư nha. Tiểu thư cho em có túi đây 50, 52, 55kg về. Sale cho mấy chị bộ tiểu thư tay dài còn bộ xả luôn 60.000. 60. Chị Mai Hồ Thị ơi, inbox qua message gửi giùm em á chị. Nhắn qua bên tin nhắn á, số điện thoại với địa chỉ giùm em. Comment tiểu thư sale. Tiểu thư đó sale nha, 60.000 bộ tiểu thư. Tiểu thư sale 60 cho chị Nguyễn Liễu. Để điện thoại đó chừng gớt đó cháu ơi. Làm có nhiều gớt điện thoại thay màn hình mệt lắm mà. Chị đọc tên ghi đi để chừng gớt không sao đâu. Mày đọc mày mai mày tìm tên mày biết tên. Rồi lên cho em phát u mì. U mì. Đây còn cái 65.000 sale luôn cho 60kg về phát u mì nha. Còn có một cái một nè. Sale luôn 65.000 u mì. Tiểu thư 60 hết là tình yêu ơi. Qua mã khác giùm em. Trời ơi khô gà gì quá trời con chị ta. Khô gà khô bò. Trời ơi nay xăm mịn nay có ai bao hay gì mua gì. Không nghe em chửi trời. Comment cho em khoác u mì nha. Sale 65 60kg về. U mì cho Nguyễn Liễu nè. Ok Nguyễn Liễu 65. Em đang sale mấy chị lên săn hàng sale đi em nói thiệt. Em đang bán giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi mấy chị lên cho em cái quần dạ nè. Quần công sở nha mà là thun dạ nó giống như thun đuổi gì đó. Đây comment cho em màu đen. Size này size L cho em 55kg về. Quần đen này sale luôn 45.000. 45.000 quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chất cực kỳ xịn sò luôn. 45.000 cho em mã đen size L. Quần dạ mấy chị. Đen 45 cho heo lớp. Ok chị heo lớp. Inbox số đài địa chỉ qua Facebook giùm em. Quần hết là chị Hoàng Anh ơi. Đen cổ trụ một ít hết luôn. Đây quần dạ. Quần dạ cho em mấy chị ơi. Em nói mấy chị cái quần này mấy chị mặc là chỉ có ghiền luôn nè. Lên cho em size 1X nè. Size này khoảng 58kg về. Đó. Chất là siêu đỉnh. Quần này bữa nay bán mấy chị 50.000 thôi nè. Quần này là bữa đi 75 nè. Lên cho em màu kem 50. Màu kem 50 cho em màu kem. Cái này cũng không phải kem nữa. Cái này mua hơi ngã nâu nâu rồi nha. Comment cho em. Em sale quần này 50.000. Đây 50. Số 1 cho em. Số 1 này em có 2 cái. Rồi số 1 này em có 2 cái 50.000 luôn. Trời ơi mấy cái quần này mặc sướng lắm mấy bà ơi. Cho chị Hoàng Cúc một cái. Không biết nữa em ơi. Chị đang sale lộn xộn. Nó có lòi ra thì chị xả luôn cho. Rồi em còn cái nha. Cái chất quần là đẹp giả mang luôn mấy chị. Em sale 50. Em còn một cái số 1 50. Quần dạ mấy chị. Số 1 cho em 50.000 còn một cái nha. Số 1 50 còn một cái. Rồi lên cho em cái quần đuổi đùi nè. Ai lấy đuổi đùi comment 56 57kg về. Đuổi đùi nha 35.000. Đuổi này là quần có túi nha mọi người. Nè. Đuổi đùi. Sale 35.000 đuổi đùi. 55 56kg về comment cho em đùi 35. Đùi cho chị Nguyễn Bọc 35.000 ok chị đẹp. Cái quần đuổi đó mặc là hơi bị xịn luôn. Hết rồi mấy bà ơi, có một cái một à. Hàng này là hàng nó em sale có một cái à. Rồi lên cho em đuổi caro nè. Caro cho em size M 55kg về nha. Nè. Form to nha, sale luôn. Sale cho mấy bà quần caro này 50.000 luôn. Cái này là đuổi xịn luôn nè nha mấy chị, 50. Comment cho em caro 50.000 có 2 cái. Caro này em còn 2 cái. Đúng rồi, 2 cái nha, sale 50.
cho chị Lữ Hạnh cái quần này mặc bao đã luôn. Lữ Hạnh 50. Rồi em còn một cái caro, em còn một cái 50.000 thôi, vải đuổi xịn đó. Dạ rồi, Lữ Hạnh chốt rồi tình yêu ơi. Chốt rồi, chốt rồi. Rồi lên cho em đuổi bi caro 50 cho chị Ngọc Ngân. Ngọc Ngân inbox số lời địa chỉ giùm em nha Ngọc Ngân ơi. Inbox qua messenger giùm em. Rồi lên cho em quần ngố bi nè. Ngố này là ngố đuổi luôn, 55kg về nha. Ngố này sale 45.000. 45.000 cho em ngố bi 45. Ngố bi cho em 45.000 cho chị Hoàng Phúc 45.000. Rồi mấy chị lên cho em mã quần u mì. Còn cái quần u mì size S, u mì size S còn một cái nha. Ai lấy u mì comment sale cho mấy chị quần này 50.000 u mì. Ai lấy mì đai nè comment cho em mì đai đi 50. Đuổi bi hết rồi chứ ơi. Mì đai giùm em nha, sale 50.000 mì đai. Mì đai size S 50kg về 50. Đợi đi, bữa nay tôi móc ở trên đây ra tôi sale cho. Tôi móc ở trên đây xuống tôi sale cho mấy bà. Lâu lâu giải quyết hàng ở phía trên. Mì đai cho em size S 50. Rồi lên cho em bộ đuổi đùi u mì cho Lê Như Quyên 50.000. Mì đai hết rồi. Caro 50kg vừa nha. 50kg là chị mặc cái form 55kg đổ về là ok nha. Rồi mấy chị lên cho em bộ đuổi đùi. Đuổi đùi này 55kg về, em còn bộ em sale luôn cho đuổi đùi nè 50.000. Ai lấy đuổi đùi comment nha, sale 50, 55kg về. Quần là quần có túi giùm em luôn, sale 50 đuổi đùi. Ai lấy đuổi đùi comment 50.000. Bao này 2-3 tên này. Comment cho em đuổi đùi 50. Đùi này 55kg về, 50.000 luôn. Ai lấy đuổi đùi comment nha. Đuổi đùi 50 cho chị Trần Thị Mỹ Dung. Dạ Mỹ Dung lấy rồi nha. Cô không có, cô ơi Mỹ Dung lấy rồi. Đây em còn một cái phát cô tông xịn nha. Áo này bữa bán 110 lận nha. Đây em còn một cái phát cô tông xịn, cô tông Thái á. Nè hàng này bữa bán 110 này. Giờ còn cái sale cho mấy bà luôn 85.000. Chắc là siêu đỉnh luôn. 55kg về nha, 85.000. Đây khoác này bữa trước là chị nào mua lô khoác xịn là biết á. Giờ còn sót cái nè. Sale luôn 85. 85 cho em 55kg về. Ai lấy khoác comment cho em 85.000. Này là cô tông Thái mà xịn luôn, dày dặn luôn á. Ai lấy khoác xanh comment 85. Chị Nhật Nam áo này là ngoài chợ bán 185.000 á. Cái chất này á, chị Nhật Nam 85. Tại tôi còn ít ít là tôi sale cho mấy bà. Đây em còn bộ cô tông Thái bé nè. Em còn bộ cô tông Thái bé nha. Chị nào lấy comment. Size này tầm 20kg về, 20kg về cho em bộ Thái bé. Em sale cho bộ này 50.000 luôn. 50.000 cho em. Ai lấy Thái bé comment 50. 20kg về, sale 50.000. Quần 2 túi cho em nha, 50. Ai lấy Thái bé comment 50. Thái bé tay dài 50k. Rồi lên cho em mã thung Thái nè, 40.000. Chị nào lấy Thái trắng comment cho em 40, 55kg về. Thái trắng cho em 40.000. Áo Thái em sale cho mấy chị đúng đã, cho sale 40.000 chơi vậy đó. Comment cho em Thái trắng 40. Thái trắng 40. Phục này có mấy cái set. Thái bé chị Anh Huỳnh. Chị Anh Huỳnh ơi, đơn kia đi rồi, có gì đơn này chị mua là đơn sau giùm em nha.
Rồi comment cho em Thái Thiêu nè. Ai lấy Thái Thiêu comment 55kg về luôn, 40.000 luôn. Thái Thiêu này sale 40 luôn. Thái trắng cho Quỳnh. Không thấy dục xuống đại đó đi. Quỳnh Thị Sinh. Nó mới có một cái một. Quỳnh Thị Sinh Thái trắng rồi, Thái Thiêu cho em. Thái Thiêu này em sale 40 luôn, 55kg về. Thái Thiêu cho em 40. Cho chị Hoàng Anh, mấy chị này mới có một cái một. Hoàng Anh 40. Comment cho em cái áo kiểu, mấy chị ơi em còn cái áo kiểu nè. Áo lụa kiểu cho em nha, em sale luôn áo này 35.000 đi. Comment cho em kiểu 35, ai lấy kiểu comment kiểu. Vả đẹp lắm, lụa thổ cẩm á, 35.000. 35.000 cho em kiểu. Ai lấy áo kiểu comment 35. Rồi em còn bộ lụa. Lụa này sale rẻ cho mấy bà bận luôn. Màu tím nha mấy chị ơi. 52kg về bộ lụa này sale cho mấy bà 55.000 nè. 55.000 cho em 52kg về. Ai lấy lụa tím comment cho em lụa tím. Lụa tím cho em nha đây. Em sale bộ này 55.000. Áo trắng hết rồi. Thái bé. Trời ơi giờ này mà còn thái bé sao ngồi ta. Cái mạng nó lắc dữ vậy ta. Giờ này mà còn thái bé mấy bà ơi. Hết lâu rồi. Lụa tím cho Trần Thị Mỹ Dung sale bộ đó 55.000. Lụa satin. Hết rồi chị Như Nguyên ơi. Mỹ Dung lấy rồi nha. Rồi mấy chị lên cho em mã set đi. Set này bà nào ốm ốm nhỏ con mặc cực kỳ đẹp. Em sale cho mấy chị set luôn. 50kg đổ về. Set này giờ bán vừa bán vừa tặng nha. 50kg đổ về cho em mã set nè. 35.000. Ai lấy set caro comment cho em 50kg về 35.000. Caro caro. Nhỏ nhỏ con bằng đẹp. Chứ nào lấy set comment cho em siêu 35.000. Em còn 3 set nha. 3 set. Đây. Trời mẫu mặt là nhức nách lắm á. Mẫu mặt là cực kỳ đẹp luôn á. Trời ơi vải đẹp lắm luôn nha. Cho Nguyễn Liễu một cái 35. Em còn 2 cái nha. Chị nào lấy set nữa comment set cho em 35.000 á. Sao không được, chiều nó mới cắt. Chiều em mới cắt bên này. Bây giờ đó. Nay trúng gì vậy? Nay trúng gì vậy? Trúng mắng hả? Rồi mấy chị lên cho em quần đi, quần em sale nè. Trời ơi cái lô quần này lô trước chị nào nhập lô quần này biết. Bây giờ em còn 5 cái em sale luôn 35.000 cái. 35.000 cho em chắc không đẹp không lấy tiền. Đây quần có túi nha, về gọc túi ra giùm em 35.000. Comment cho em màu cam. Quần ống suông á mấy chị, quần vải đuổi ống suông nha 35.000. Màu cam cho em. Quần hai có hai túi quần cho em 35.000. Ăn khô gà không kìa xuống. Khô gà nội kìa. Comment cho em màu cam, em sale lô quần này 35.000. Còn có hai màu là màu cam với là màu đen nha. Chị nào lấy luôn 5 cái là 150. Em sale luôn còn có 5 cái cuối cùng. Ai lấy 5 cái sale luôn 150 cho hết luôn nha. Đó. 5 cái sale luôn 150. Còn 3 cái màu đen. 3 cái màu đen, 2 cái màu cam là 5 cái. Trời ơi, tôi không biết luôn cái mạng mấy tôi mấy bà comment một tôi nói một tháng sau mới lấy comment của bà, mấy bà ở tuốt ở tháng trước á. Tôi cũng không biết sao luôn. Còn 5 cái đó. Sao kỳ vậy ta, mạng nó lắc dữ vậy mấy bà.
Cái nào lấy chứ biết sao giờ mấy bà. Chấm chấm bài coi nó có lên không mấy chị. Cay hả? Vậy khô bò này, khô bò ướp ướp nhiều đó. Hoàng Thị Loan, Hoàng Thị Loan khách mới hả chị? Khách mới inbox số này thì chỉ giùm em nha chị Hoàng Thị Loan ơi. Khách mới inbox số này thì chỉ giùm em nha, sale 35.000. Hoàng Thị Loan 35.000. Quần này đẹp giá mang luôn. Tại vì sale rẻ cho mấy chị 35.000. Quần đó là chất đúng đỉnh luôn á, 35.000. Một quần đen suông 35. Bao bao Phạm nhận hàng bên em chưa chị ơi? Nếu mà chưa nhận thì đợi nhận xong đi hả đặt nữa nha. Nếu mấy chị nhận đơn đầu tiên đi rồi em mới chốt tiếp. Rồi em còn cái áo nam nè. Lên cho em mã áo, áo ba lỗ nam nha. Còn áo nam gì rồi? Sale luôn, sale tặng cho áo ba lỗ nam này, 65kg về. 20.000 ba lỗ nam. 20. Ai lấy ba lỗ nam comment 20.000. Dạ lấy hộp sữa uống đi là hết cay à. Đi đây, giờ này ghi hộp sữa uống. Cam cho chị Mỹ Linh Nguyễn. Trời ơi giờ này mới lên cái quần cam thiệt khổ quá sức. Đại lẹ lên. Cho Mỹ Linh Nguyễn 35.000. Thấy Ngọc Ngân nha. Cho em xem quần đi chị, em mới vô quần mới like xong rồi chị ơi. Rồi comment cho em bộ thể thao TC nè. Ai lấy bộ đùi comment 50kg về, bộ đùi này giờ sale luôn 45.000 nè. Ai lấy đùi comment đùi 45.000, 55kg về nha. Đùi này là chất TC xịn sò giùm em. 45.000. 55kg về 45.000. Đùi cho Khánh My 45.000. Hết rồi, có một bộ màu à, có một bộ màu à. Nè. Rồi comment cho em bộ. Ai lấy bộ thái 50. Bộ thái này 50, 52kg về. Tắt giùm, mẹ tắt giùm con tivi mà. Comment cho em bộ thái thể thao. Bộ thể thao thái giùm em nha, 55kg về em sale luôn. Bộ này 65.000 nè, 65.000. Ai lấy vàng comment vàng 65 cho em bộ quần dài nha, 65.000. Cho chị Mỹ Kiều sale cho chị 65.000 về cho chị bán lại. Mỹ Kiều 65 rồi nha chị đẹp ơi. TV này nó tới thời rồi. Có khi tắt được có khi không. Đùi hết rồi. Màu cam như Mỹ Linh Nguyễn lấy rồi nha, vàng 65 hết. 70kg em hết rồi chị ơi. Cái này em ghi cho bà tên gì quên cha nó rồi, bữa nó có áo khoác rồi để trên đó. Giờ dục đại quan bên đi, giờ chị bắt tật nó dục ngoài á, dục đây nè, để mai chốt cho nó. Ừ, tên gì quên nè. Quần cam em chốt rồi chị Mỹ Linh Nguyễn ơi, chốt rồi. Comment cho em bộ, trời ơi bộ đá mấy chị ơi, bộ đá, bộ len tâm nha. Bộ thun gấm, thun gấm, thun gấm đá 55kg về. Bộ này em sale tặng cho về bận. Bộ này vải đẹp lắm nè, vải giãn nè. Chị nào lấy bộ gấm comment cho em bộ thun gấm. Em sale cho 75.000. Nè, mấy chị coi chất nè. Xịn cực kỳ luôn nha. Tại vì lô này em còn có bộ em sale 75 á. Ai lấy bộ thun gấm comment cho em sale 75 luôn. Bộ đá luôn nha, 75.000. Có một bộ một luôn mấy bà ơi. Có đúng một bộ duy nhất cho chị Mỹ Kiều. Hàng đó bữa em bán tới 95 á. Rồi comment cho em áo xám 55kg về 20. Áo lấy xám comment xám. Xám này là thun thái đó nha, 20.000 xám. Áo lấy xám comment xám 20. 55kg về. Rồi mấy chị lên cho em quần green bé nha.
Quần ren bé size 35kg, 35-40kg. Ai lấy ren bé comment quần này sale luôn 35.000. 35-40kg, 35.000. Mấy bên nhà cô Thảo á, cái thùng đó đây để nó khô đi đốt luôn. Nó dính xi măng bữa làm nhà hả? Dính xi măng cứng lắm. Rồi chị nào lấy comment nha, quần green đó sale 35.000, green của bé. Cho Lê Hoàng Linh sale 35.000. Lê Hoàng Linh hết rồi. Lê Hoàng Linh, dạ hết rồi, chị có bộ màu à. Đây lên cho em màu lụa chín tóc nè. Lụa chín tóc cho em 55kg về. Lô này là lô lụa quát đợt đầu tiên em bán mấy chị nè. Em sale cho mấy chị lụa quát này luôn 75.000 cho em, 75.000. 55-56kg về nha. Chị nào lấy quát comment quát cho em. Lụa quát 75.000. Bộ này bán hết trơn, còn sót đúng một bộ duy nhất 75.000. 75-75 quát cho em, quát lụa nha, lụa đẹp á. Hao không có size lớn rồi. Còn có bộ đó size 55-56kg về 75.000. Rồi em còn bộ thun thái. Em còn bộ thun thái 60kg về, em sale cho bộ này 80.000 luôn. 80.000 nha. Ai lấy thái comment thái 85, lụa 75 gì canh chồng. Rồi chị nào lấy thái comment cho em bộ này sale luôn 80.000. Ai lấy thái hồng comment sale 80, có bộ màu à. Thái hồng cho em 80. Rồi comment cho em bộ lụa chín tóc. Ai lấy lụa chín tóc comment cho em 58kg về, em sale cho bộ này 65.000. 65.000 cho em bộ lụa chín tóc. Ai lấy chín tóc comment 65.000 nha, 55kg về giúp em. 55kg về 65.000. Ai lấy chín tóc comment chín tóc. Satin em còn mấy bộ nè. Satin em còn mấy bộ em sale luôn nha. Ai lụm satin tiểu thư nè. Satin tiểu thư cho em 55kg về. Đây 55kg về satin cho em nha. Giờ sale luôn cho mấy bà 75.000. Xả luôn 75, mấy bà bị dăng ra quá trời. Dăng ra giờ vô coi lại thiệt tình. Cái gì canh chồng 65. Rồi satin này em sale luôn 75.000. Satin tiểu thư 55kg về. Ai lấy bi vàng comment bi vàng em sale nha, 75.000 thôi. Vừa bán vừa tặng luôn. Ai lấy bi vàng comment satin tiểu thư 75.000, một bộ bi vàng. Ai lấy bi vàng comment 75. Sao mấy bà bị dăng ra hay gì, giờ mấy bà vô lại vậy. Comment bi vàng 75 cho em. Rồi màu cam đất 75 luôn. Cái này là satin nha mấy chị ơi, em sale đó chứ không có giá này đâu. Cho chị Vân Hồng nè. Cái hàng này là em sale đó chứ satin này người ta bán trăm mấy không á. Vàng cho chị canh tròn, bộ vàng 65 có chốt. Không chị Quỳnh Thị Sinh ơi, chị comment sao người ta, em không có đọc tên là không có nha. Cho chị canh tròn. Ai em đọc tên lên thì mới có, còn em không đọc tên là không có. Đây tiểu thư màu cam đất nè. Cho bà giàu Nguyễn nè. Mấy chị đặt hàng rồi thì bây giờ xác định giùm em là hàng nó đi lâu nha mấy chị ơi. Chứ nó không có đi nhanh giống như hồi chưa có dịch được nha. Dầu Nguyễn 75. Xô cầm cái nước cho mẹ uống miếng xong. Đây em còn satin màu xanh. Bộ này phối quần trắng cho nên em sale luôn 65.000. Satin 65.000 cho em nè. Bộ này nó phối trắng nha mấy chị ơi. Satin đẹp mà nó phối trắng em sale 65 luôn. Bộ này 55kg về. Trời ơi.
nói mấy chị đẹp xịn sò luôn, hàng satin đó, nhưng mà tại vì nó phối em xả luôn. Em ơi chị đang xả từ từ, canh chừng. Ai rảnh thì ngồi lựa đi, mấy chị đừng hỏi, tại vì em đang sale tầm lum tà lá hết trơn. Nhá, lựa được cái gì thì lựa giùm em. Nhiều khi tôi bóc trúng cái cục nào nó có hàng mấy chị đang cần thì mấy chị lựa. Đẹp ghê chưa, 65 ngàn thôi. Cho như ý chân phạm. Như ý chân phạm 65 ngàn. À, mấy chị đâu, em đang bóc xuống em sale cho mấy chị nè. Chứ cái hàng này làm gì còn bây giờ. Bỏ đi để sale cho mấy bà. Đây còn 4-5 cái áo khoác nè. Bữa nay em sale tầng trên đó cho mấy chị. Em còn 5 cái áo khoác nha, xả luôn 50. Trời, 5 cái màu xanh đen, bữa giờ bà nào hỏi nè. Sale 50 luôn. Size M 55kg về. Hai túi ngoài, hai túi trong cho em nha, 50 ngàn. Hai túi ngoài, hai túi trong cho em. Chị nào lấy xanh đen comment 50. Cái này là cô tông TC nha mấy chị ơi nè, mấy chị coi túi trong nè. Phan sẵn mở cho mấy bà coi luôn. Cái này ai mua rồi thì biết, cái này bán nhiều lắm rồi. Cái này nó sót lại thôi, cho Hoàng Anh cái chi. Phan để tôi cho mấy bà coi. Cái này nó ngu ghê, nó gắn cái mặt kế bên cọng dây kéo luôn. Tôi cắt tôi bỏ luôn cái mặt rồi đó nha. Nè. Đây mấy chị. Nè. Túi trong nè. Hai túi trong cho em, túi hai túi ngoài, hai túi trong. Em còn có 5 cái thôi nha. Cho chị Hoàng Anh. Sale 50 ngàn. Chị nào lấy khoác comment khoác cho em, hai túi ngoài, hai túi trong. 50 ngàn. Ai lấy khoác comment khoác xanh đen. Còn 3 cái, 4 cái. Lụa. Trời, hiện bổng này mạng yếu dễ sợ, giờ này còn lên lụa nữa gái ơi. Hết rồi. Chị đi mấy mã rồi đó gái. Rồi còn mấy cái áo đá hay sale luôn nè. Một, hai, ba, bốn cái áo đá. Rồi em còn 4 cái áo đá nha, 55kg về. Xanh đen cho Quý Phú. Ok, Quý Phú xanh đen nè. Ai dòm chung đơn với ai nhớ báo giùm em nha mấy chị ơi. Quý Phú. Chắc là Phú Quý, vô đó nhảy là Quý Phú. Ok, Quý Phú nè. Rồi lên cho em áo đá đi, em sale cho về bận. Chắc là chắc len giùm em mấy chị ơi, coi dạng thoải mái luôn nha. Nè, coi dạng thoải mái luôn. Lên cho em len đá, em sale cho áo này 35 ngàn. 35 ngàn mã len đá cho em áo này, đặt bữa bán 55 hay gì đó, giờ sale luôn. 35 ngàn cho em len đá. Đó, ai lấy len đá comment 35 ngàn. Ừ, ok. Chị nào lấy comment len đá 35 ngàn, 55kg về. 2, 3. Còn 4 cái nha, 35 ngàn, 4 cái. 4 cái 35 ngàn. Cho Trang tăng cái. Sale 35 thôi, Trang tăng. Ok, Trang tăng, 35 ngàn. Lên cho em mà áo lụa kiểu mấy chị ơi. Áo này giờ xả luôn 30 ngàn nè. Mặc không đẹp quá thôi luôn. Lên cho em mã cổ sen đàng hoàng nha. Lên cho em mã lụa xanh. Ai lấy lụa xanh comment em sale cho áo kiểu này 30 ngàn về bận lụa xanh cho em. Cổ là cổ sen đàng hoàng lụa xanh. Comment cho em. Rồi comment cho em số 2 đi, 30 ngàn luôn. Em còn 2 cái số 2. Cho cô Trúc Ngân. Nghe cô Trúc Ngân gì vậy. Comment cho em màu xanh bơ 30 luôn. À nè, cực kỳ dễ thương. Xanh bơ 30 luôn giùm em, xanh bơ. À nè, xanh bơ comment 30. Lên đá cho chị Huệ Ánh. Số 2 cho Trang Tăng. Cái đó Huệ Ánh. Trang Tăng 30. Huệ Ánh là 35 đúng không?
Trang tăng 30. Rồi hết xanh. Hết xanh rồi nha, toàn lem đá thôi. Quỳnh Út là ai chị ơi? Dạ chị Quỳnh Út, khách mới anh báo số này thì chỉ qua tin nhắn giùm em nha chị Quỳnh Út ơi. Ồ bữa nay chị có đơn bên em không? Quỳnh Út, Quỳnh H. Ok, 50 với 35. Quỳnh Út. Nè chị đọc số điện thoại nè, ghi số điện thoại chị vô. 0338 054 958. Chị Quỳnh Út inbox số này chỉ giùm em nha. Rồi lên cho em mã này 4850, mã này mã caro cho em dạng rất tốt nha. Áo này em sale cho 20.000. Comment cho em caro 20. Ai lấy caro comment sale 20 luôn. Có một cái một caro 20 cho chị Vân Hồng. Đơn sao? Đơn sao chưa chị ơi? Em chưa có nhắn tin chút. Rồi lên cho em mã áo kiểu giùm em, comment cho em mã xanh dương, em sale luôn 30.000. Xanh dương 55kg về. Ai lấy xanh dương comment 30. Xanh dương, xanh dương 30 giùm em. Rồi em còn cục đuổi nha. Đuổi thổ cẩm 65kg nè. Bộ này 65kg ok nè. Xanh cho Trang tăng 30. Lên cho em thổ cẩm đi. Đủ màu luôn. Size này tới size 4X lần nha mấy chị ơi. Size đuổi này là 65kg đuổi. Cái này là đuổi không phải lụa nha, là vải đuổi nha. Đây 65kg về cho em. Bộ này bây giờ em sale nè 75.000 bộ nè. Bao đẹp cho mấy bà luôn. Vải cực kỳ xịn luôn, 75.000. 65kg về, chị nào lấy comment cho em mã sọc tím. Bộ này là bộ đuổi chính tất nha mọi người. Đây, bộ đuổi chính tất cho em. Ai lấy sọc tím comment 75.000. Lên cho em mã sọc tím 75, có nguyên cái hoa ngay ngực luôn. Sọc tím 75 cho em đuổi. Trời ơi, nó đẹp đúng luôn á thì canh chồng. Nè, tôi cho bà coi màu nè. Bà lấy hết là đúng cái hàng này đang đi 95 á. Nè, rất là nhiều màu nha, chứ không phải một màu đâu nha. Tại vì em sale á nè, đủ màu luôn á. Ai mua cái này bên em rồi biết. Canh chần lấy hết rồi Nhật Nam ơi. Sale quá trời rẻ luôn mà bữa hổm bán 95.000 á. Còn có 7 bộ à. Bữa em đi cái hàng này tới 95 lần á mấy chị. Canh trần 75. Yeah. Rồi qua nha. Đợi đi em lấy xuống em sale hết đống này cho. Hết rồi mấy chị ơi. Em nói thiệt với mấy chị, cái hàng đó là hả? Hàng đó là hàng 95 không có mà bán luôn á. Cái lầu bụi. Quần áo nè, bụi bà cốt luôn. Rồi lên cho em mã bô rip rất tốt nha. Áo này giờ bán tặng cho 25.000. Hàng này là hàng bô rip giùm em nha. Rồi chị nào lấy comment cho em màu hồng. Chị ơi chị cho em. Cái gì? Rin đùi. Rin đùi hết. Rin đùi như còn một hai cái. Nó nằm đâu rồi bà ơi? Rồi chị nào lấy bô rip hồng comment cho em. Áo này 50-52kg về. Đây chất bô rip nè, 25.000 nha. Áo này vừa bán vừa tặng á. Vừa bán vừa tặng á, bô rip á. Cho bà Trang tăng 25.000 thôi. Mua về để dành bận. Đơn sao hai bộ đi chưa? Chưa Đặng Nguyễn ơi, lựa thêm đi. Ít quá tôi chưa có đi bà ơi. Rồi comment cho em màu đen. Màu đen 25.000 luôn. Ai lấy đen comment 50kg về bô rip. Ai lấy đen comment đen 25.000 đen. Này là dạng rất tốt nha mấy bà.
Đen 25 cho em. Đen Nhật Nam 25 ngàn. Rồi lên cho em màu trắng. Ai lấy trắng comment trắng 25 luôn. Trắng trắng. Đen hết rồi mấy tình yêu ơi. Đen hết rồi comment màu trắng cho em đi. Màu trắng, màu trắng. Comment cho em màu trắng. Hết đen rồi nè. Lấy trắng đi chị ơi. Phải bô rip á. Chắc xịn luôn á. Trắng 25 luôn cho Trang Tăng. Trang Tăng 25. Tôi đang sale mấy bà lụm đi, nó nói thiệt. Hàng bô rip này làm gì có giá 25 ngàn mấy chị. Tại em sale cho mấy chị chơi cho vui mà. Rồi comment cho em màu đỏ 25 luôn. Màu đỏ 25. Mấy đơn sao có rồi mà đơn đầu chưa có hả? Tôi sợ cái lô đầu nó bị trả về quá mấy bà ơi. Thiệt luôn á, bưu điện này chán chết luôn. Cho Nguyễn Liễu đỏ 25 nha. Mấy hàng này hàng hot tôi giấu kỹ ghê, nay tôi mới lòi ra tôi sale cho mấy bà. Để không thấy luôn. Comment cho em màu đen 25 ngàn, đen đen. Ai lấy đen comment đen 25 ngàn đen nha. Comment màu đen 25 ngàn, tranh thủ lụm lô này đi. Còn cái đen á, bà nào lấy đen comment đen. Rồi trắng. Ôi, đèn đỏ gặp má về bận. Đen cho Văn Hồng. Mặt khỏi hở rúng rồi. Đó, bị dính tí xíu mà. Đen cho Văn Hồng hết rồi tình yêu ơi. Còn cá đóng cá làng đợi từ từ sale nha mấy bà ơi. Đừng lo, từ từ em sale cho. Cái trắng đó, nó bị lỗi rồi chị. Nó bị dính tí xíu cái vết bẩn cho bé nó giặt rồi. Ở phía sau xíu rồi. Rồi lên cho em rộng thái nha. Rộng thái 40 ngàn rộng thái. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em rộng thái nha. 40. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em 40 ngàn. Áo này 65kg về 40. Comment cho em rộng thái 40 cho Nhật Nam. Nhật Nam 40. Trời ơi đây còn rớt cái áo khoác nữa mấy bà ơi. Comment cho em 60kg về áo này và sale luôn cho 50 ngàn. Comment cho em đỏ 50. Form này form to nha, cô tông xịn nha. Tại sale luôn 50 ngàn. Hai túi ngoài hai túi trong cho em đỏ 50k cho em 60kg về. Hai lấy đỏ comment đỏ 50. Đỏ 50 giùm em. Rồi lên cho em một set đi. Ai lấy set comment set đều đặt chứ bán 80 hay gì đây nè. Set lụa nè. Lụa đẹp luôn á. Đây. Ai lấy set comment cho em 56-57kg về nha. Bây giờ sale luôn 50 ngàn. Quần là quần có hai túi nha mấy bà. Comment cho em set 50. 55kg về. Ai lấy set comment set cho em 50 ngàn. 50. Lụa lửng size 2X với chị ơi. Ai lấy lửng comment lửng cho em lửng sắc nách nè. Bộ này sale cho 65 ngàn luôn. Lụa chị nào lấy comment cho em lụa lửng 65 ngàn. 55kg về lụa lửng. Không nhầm buổi tối mà ăn chán phèo được chứ. Comment cho em lụa lửng. Lụa lửng cho em 65 ngàn. Xét cho chị Văn Hồng 50. Xét đó mặt đẹp lắm luôn. Hàng đó bữa bán 80. Văn Hồng. Chị nào lấy comment cho em bộ lụa lửng 60 ngàn. Đi xe cho 60 thôi. Bộ đó 55kg về 60. Rồi lên cho em bộ lạch satin satin. Lụa cho Dung Nguyễn. Dung Nguyễn này dục ra sao? Dung Nguyễn nó gần nhà. 60 thôi, xe bả 60 đi. Chị nào lấy satin comment cho em. Satin. Satin 50-52kg về em sale cho bộ này 75 ngàn nè. 50-52kg về satin nha, sale cho 75 ngàn luôn. Ai lấy satin comment cho em 75. Satin 75k. Là cái gì mà nhồi nhồi á bà. Cái miệng quá trời cái miệng.
Comment cho em satin gấu 75.000. Ba tôi còn cục áo kiểu nè. Đi chung tự đơn là gì? Rồi comment cho em này gì đây? Trời ơi áo kiểu má ơi. À, sỉ lựa nhiều có bớt không chị? Dạ không chị ơi, em đang bán giá này là em sale muốn lỗ muốn tụt quần rồi đó. Comment cho em áo kiểu nha. Hàng này hàng lụa cao cấp luôn nè. Chị nào lấy comment số 1 cho em. Nó có bo sau lưng nha mọi người. 55kg về nha nè, nó có bo sau lưng nè. Tay dài cho em 55kg về. Áo này bây giờ sale luôn 35 nè. Em cho mấy chị đi nhập sỉ áo kiểu vậy mà có giá 35 mới sợ. Em bán bữa nay em sale cho mấy chị rẻ hơn mấy chị đi nhập sỉ luôn. Đây. Comment cho em. À, caro vàng đi em sale 35.000 caro vàng. Ai lấy vàng comment vàng 35. Vàng 35. Hàng bên tôi mấy bà sỉ mua về nói trời ơi còn rẻ hơn đi lấy sỉ số lượng nhiều nữa. Rồi comment cho em màu hồng nha em sale 35.000. Cái này nó có bo đằng sau lưng nha mọi người. Nè 55kg về cho em màu hồng 35.000. 35.000. Màu hồng. Cái này còn có mấy cái à? Dạ 55kg về nha chị Văn Hồng ơi. Vải đẹp lắm luôn. Bà bán công sở rồi đi chơi là ok luôn á. Hồng cho chị Văn Hồng 35.000. 35.000 à. Nè công sở nè, sơ mi nè. Sơ mi cho em. Đó 50-52kg về sơ mi. Áo này sale cho 30.000 thôi nè. Mấy chị coi cái cổ đó nè. 30. Áo này sơ mi trắng comment sale 30. Trắng 30. Vải đẹp lắm. Cái lô áo kiểu này vải cực kỳ đẹp luôn á. Mà tại vì nó sót lại ít tôi xả luôn. Sơ mi cho cô Trúc Ngân 30, sale 30 luôn. Hết rồi. Rồi sơ mi em còn cái sơ mi lụa nè. Ai lấy sơ mi lụa này sale luôn cho 35.000 luôn. Trời ơi nó đẹp nè mấy bà. Sơ mi lụa nha 35.000 luôn. 50-52kg về sơ mi lụa 35.000. Ai lấy sơ mi lụa comment 35.000. Sơ mi lụa nè cho Nguyễn Liễu 35.000. Bán rẻ cho mấy chị luôn ha. 35.000 chơi đó nè. Rồi caro này em sale 20. Em còn 2 cái nè. Em mới mặc mấy cái này rất tốt. Với mấy cái chân váy đồ đẹp. Comment cho em caro form này rất tốt nha. Em còn 2 cái sale luôn 20.000 cho mấy chị. Ai nhỏ nhỏ con mặc mấy cái này đẹp. Đừng có bụng là mặc đẹp. 20.000 cho em caro. Caro này còn 2 cái nha, sale luôn 20. 20. Nè. Cho chị Vân Hồng. Vân Hồng 20. Có 2 cái bà lấy luôn đi bà chế. Ai nhỏ con mặc rất là đẹp. Rồi comment cho em đuổi xước. Đây đuổi xước nha, form này 50-52kg có bo đằng sau cho em nè. Có bo đằng sau. Đó. Comment cho em màu nâu đi, cái này là đuổi xước nha. 50-52kg về. Nè cho chị Văn Hồng thêm cái luôn 20. Đuổi xước này sale rẻ cho mấy chị luôn 30.000 luôn. Nè chất vải đuổi xước nha 30. Ai lấy nâu comment nâu cho em 30.000 nâu. Nâu này em còn 2 cái nè, chất đuổi xước. Vải đẹp giả màng luôn á mà. Còn ít xả cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy vàng bò comment sale 30 luôn vàng bò. Y như cái màu nâu luôn nha. Mấy cái mẫu này là nó bo eo cho em nha. Vàng bò nâu cho quý phú. Nâu cho quý phú. À giống nhau mà. Vàng bò 30. Vàng bò
Nhỏ nhỏ con mấy bà mặc mấy áo đẹp lắm. Vàng bò 30 luôn. Rồi màu kem y chang như vậy luôn nha. Màu kem 30. Rồi một cái lụa, một cái lụa sạc cừ 30 luôn, màu đen 30 luôn. Cái vải lụa sạc cừ đẹp ghê. 30 cho em màu đen luôn. Vậy là cục áo kiểu này còn được mấy cái? 30 ngàn. Rồi mấy chị ơi, em còn đây một lô, một vài cái đầm thái phông rộng nè, xả luôn 45 luôn nè. Đen đó là sạc cừ á, đen này là sạc cừ nha. Cho nguyên liệu 30. Comment cho em đầm thái phông rộng, em sale luôn 45 ngàn. Bà nào lấy đầm thái phông rộng comment cho em nha. Đây 65 kg về. Đầm thái này bữa nay hàng này là hàng 65-70, bây giờ sale luôn 45 ngàn. 65 kg về cho em đầm thái nha. Ai lấy vàng comment vàng, sale luôn 45 ngàn. Sale cho hết luôn mấy bà ơi. Comment cho em đầm thái 45 ngàn cho em màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng 45. Vàng 45. Này là chất cô tông thái giùm em. Rồi comment cho em số 1 45 ngàn luôn. Phong này mấy chị 65 kg mặc sướng lắm. Comment số 1 45. 65 kg về. Comment số 1 Adidas 45 ngàn. Số 1. Phong này thái phong to nha mấy chị ơi. 45 ngàn. Hàng xịn sò. Mới mua giọng á. Đen hết rồi, hết đen rồi bà ơi. Ai lấy thái này comment nha, 45 ngàn. Này là đầm phong suông. Trời má ơi, nghẹt mũi quá trời vậy ta. Rồi 3D dài, bộ này sale nha, 3D dài nè. 55 kg về 3D dài. Bộ này em sale cho mấy chị 45 ngàn luôn, 3D dài 55 kg về. Ai lấy 3D dài comment cho em thỏ đi, 45 ngàn thỏ. Đầm số 1. Số 1, ok chị Quỳnh thì xinh, đẹp lắm, đầm này đầm thái á. Thun cô tâm thái đàng hoàng luôn. Nhiều khi tôi sale rẻ quá mấy bà sợ không dám mua, không biết bán gì. Mua đi rồi ghiền. Quỳnh Thị Sinh 45. Trời ơi mấy bà mua đi rồi ghiền nha. Đừng đấy bán rẻ sợ hàng không đẹp. Hàng đẹp xịn sò. Nè cho Đặng Nguyễn. Đặng Nguyễn bộ đó 45 luôn. Ok Đặng Nguyễn thỏ nha. Rồi lên cho em bộ lụa phối tầm ý. Chị nào lấy lụa phối tầm ý comment bộ này 65 kg về nè. Bộ này giờ sale luôn 60 ngàn cho mấy bà về bận. Đó. Ai lấy lụa phối comment cho em lụa phối nha. 60 ngàn lụa phối. Ai lấy lụa phối comment cho em 60 ngàn. Hàng này hồi đó bán 90. Giờ còn bộ xe 60. Bó tay luôn. 60 ngàn lụa phó tầm ý. Rồi lên cho em bô rip nè. Lên cho em bô rip 52 kg về nha. 35 ngàn. Comment cho em hồng 35. Hồng 35. Ai lấy hồng comment hồng 35. Chà, bị trời. Thỏ mắt đầm không đâu. Đầm dễ thương quá. Chứ là lấy đầm comment cho em có mức ngực đầm này đẹp quá. Cho Trang tăng 35. Đầm này đẹp quá mấy bà ơi. Có sẵn mút ngực luôn đầm. Đầm hot girl có mút ngực luôn nè. Đây dây kéo sau lưng cho em nha mấy bà. 55 kg về cho em. Chứ là lấy đầm comment cho em sale cho cái này về bận 45 ngàn thôi. Không đẹp quá thôi 45 ngàn.
Hai cái đầm comment đầm cho em 45 nha. Sẵn mút ngọc luôn, dây kéo sau lưng cho tôi, hàng túi bao đục nè. Comment cho em đầm 45. Rồi mấy chị lên cho em set mango. Set mango cho em 50. Set này 50-52kg về. Set này bữa bán 75.000 nè, mango mặc gì nè, đó. Chứ là lấy set mango giờ sale luôn 55.000, còn có bộ màu à. 50kg về. Mango mặc thích lắm luôn. Thôi sale luôn 50 đi, có bộ sale 50 luôn, 50.000. Ai lấy mango comment cho em 50. 50, 50. Xét cho Hiền Diệu. Hiền Diệu 50. Hiền Diệu. Lụa phó tầm ý này cho chị Quỳnh Út. Mango cho Hiền Diệu rồi mấy chị ơi. Xét em sale 50 quá rẻ. Quá rẻ luôn Quỳnh Út. Cho chị Quỳnh Út 60.000, Quỳnh Út 60. Hết rồi, xét hết rồi. Quỳnh Út 60 rồi nha. Rồi lên cho em bộ tiểu thư KT Thái nè. Ai lấy tiểu thư comment cho em 55kg về tiểu thư sale nha. Sale bộ tiểu thư này cho hai túi nè. Lên cho em bộ tiểu thư 65.000, tay dài quần dài luôn 65.000. Ai lấy tiểu thư comment 65.000 cho em 55kg về bộ này. Quá xinh luôn á mấy chị, xinh tươi luôn á, 65.000. Em biết rồi mấy chị ơi, mạng nó yếu mấy chị cũng thông cảm đi. Mấy chế con được, mấy chế tìm cách này cách kia giùm em đi, chứ em cũng biết sao luôn á. Comment cho em tiểu thư 55kg 65 nha. Bó tay luôn rồi. Em cũng biết sao luôn. Tiểu thư này 55kg nha. Trời ơi, tôi không biết tôi có chốt cho hai bà này không nữa. Một bà thì xã, còn một bà thì... Comment cho em. Mấy chị chắc lựa và chắc nhận hàng giùm em nha mấy chị ơi. Bây giờ em chốt mà em nhát tay luôn á. Em chốt mà em nhát tay luôn á mấy chị. Để mấy chị đặt, còn mấy chị xả nhiều quá đâm ra em chốt em nhát tay luôn á. Bỏ cái máy cho mặt nó bớt bư bư chút. Ai nhà mặt còn bư hơn. An Thiên ơi, mai em cọc giùm chị cái cạc 200.000 nha An Thiên. An Thiên. Tôi khổ với mấy bà quá. 65. Rồi comment cho em áo bô rip. Áo này sale luôn 35.000 bô rip nè. Comment cho em màu cam 35.000 bô rip. Cam cho Quý Phú, áo này sale 35. Bô rip xịn á, 35.000. Hết rồi Trang Tăng ơi, đây set mango nè. Set bell cam hết rồi. Áo khoác, áo khoác màu đỏ phải không chị Anh Quỳnh? Áo khoác màu đỏ phải không chị ơi? Anh Quỳnh chắc chị lấy cái áo khoác màu đỏ 60kg này quá. Chứ áo khoác kia chị mặc đâu vừa. Anh Quỳnh, Quỳnh hát. Comment cho em set bell 50kg về, em sale cho set này 50.000 luôn. Anh Huỳnh 50. Đây. Comment cho em set bell, em sale cho 50.000 luôn nè, set bell. Set lụa bell nha, 55kg về sale 50. Cái này ở phía sau nó có bo nè mọi người ơi. Đây. Phía sau nó sẽ bo. Tiểu thư lấy cho em á. Ai lấy set bell comment sale 50. Ai set bell 55kg về 50.000. Set bell. Tôi bán đồ dễ quá, bây giờ nhiều bà bơm hàng hoài, kỳ quá. Rồi lên cho em quần tuyết mưa đùi size L 55kg về đùi tuyết mưa cho em, quần có hai túi nha. Về gọc túi các em. Quần mì, u mì đùi cho em nè. 55kg về mì đùi
Sale luôn mì đùi nè, 45.000 mì đùi. Mì đùi 45. Có cái gì mới bao trên cái bao tràn vàng. Đó, rút mớ. Ừ, bao trắng. Ít thôi cũng đựng nhiều quá, không có chỗ để. Comment cho em mì đùi size L 55kg về mì đùi. Ai lấy mì đùi comment nha. Em sale cho mì đùi nè 45.000 luôn. Mì đùi 45. Bèo 50 chị Hạnh Kim. Chị Hạnh Kim ơi, inbox số thoại địa chỉ qua Facebook Ngọc Trần giùm em nha. Facebook em đang ghim dưới màn hình đó. Đùi 45 này cho An Thiên nè. Dạ, inbox thông tin số thoại địa chỉ qua tin nhắn giùm em. Bèo 5, cái này là 50.000 nha chị ơi. Hạnh Kim nè. Inbox số thoại địa chỉ qua giùm em. Lên cho em bộ lụa size M. Ai lấy lụa M comment em sale cho lụa M. Đây. Comment cho em bộ lụa dài size M nha, 50. 50 52 kg về, bộ này sale nè 75.000 nè. Lụa size M sale 75. Ai lấy M comment M 75.000. Lụa M 75. M 75 giùm em, M 75. Rồi chị nào lấy áo phông rộng comment 25.000. Lụa cho Lê Như Quyên 75.000. Comment cho em phông rộng. Phông rộng này sale 25.000 nha. Phông rộng này sale 25. Quên nữa. An Thiên này chiều giờ nói chuyện mà quên hỏi vụ này. Đợi chút mấy bà ơi. Áo cho chị Mỹ Kiều nè. Áo cho chị Mỹ Kiều 25 nè. Mỹ Kiều lấy trước rồi mấy chị ơi. Rồi lên cho em bộ lụa. Lụa này size gì đây? Rồi bộ lụa này size M luôn. 50-52kg lụa này size M luôn, 75.000. Ai lấy M comment M cho em 75.000 nha M. M đỏ 75. Ai lấy mờ đỏ comment cho em 75.000 mờ đỏ. Mờ đỏ 75. Mờ đỏ 75 nha. Rồi rồi áo khoác đỏ em lấy cho chị rồi nha. Rồi lên cho em bộ lụa lửng 50kg về lụa lửng. Ai lấy lụa lửng 50kg comment cho em lụa lửng 50kg nè. Đó. Bộ này sale luôn 35.000. 35.000 cho em đỏ lửng, đỏ lửng. Ai lấy đỏ lửng comment sale 35. Rồi, hai cục. Khoác đỏ rồi, em lấy đi chị. Vậy là lấy đúng rồi đó. Lửng cho chị Văn Hồng 35.000. Lửng cho chị Văn Hồng. Văn Hồng rồi nha, 35k hết. Đỏ lẫn hết rồi nha. Rồi mấy chị lên cho em mã đầm. Trời ơi đầm công chúa. Bà nào lấy đầm công chúa comment cho em đầm công chúa nè. Sale cho mấy bà già bận luôn dây kéo sau lưng nè. Đó. Đầm này 55kg về nha. Sale luôn 40.000. 40. Ai lấy đầm lụa comment cho em 40.000. 55kg về. 40. Rồi lên cho em bộ lụa lửng sai đại nè. Lụa lửng 60kg về nha. Bộ này sale 65.000. 65.000 cho em comment cho em xanh đen 65. Mỗi lần chưa?
xanh đen 65 cho em. Lụa lửng này 60kg về á. Bộ này bữa bán 85, bây giờ sale luôn 65. Chị nào lấy lửng comment lửng 65 nha. Lên cho em mã u mì ngố. Lụa cho An Thiên là 65. Comment cho em mì ngố nha, mì ngố. Chị nào lấy mì ngố comment cho em 55kg về mì ngố nha, xả luôn 35.000. Ai lấy mì ngố comment 35. Xanh đen chốt cho An Thiên rồi nha. An Thiên coi like chị xong qua, chị nhắn tin cho em qua đọc tin nhắn giùm chị nha. Ôi lộn, chưa ai chơi tự nhiên dục đó. Cầm nó lên đi. Comment cho em mì ngố cái sale 35 nha. Lửng đỏ chị kia comment trước em sao để cho em được. Rồi lên cho em bộ da cá nè. Bộ da cá 55kg về nha, da cá. Bộ này đẹp xịn sò luôn. Da cá cho em sale luôn 75.000. 55kg về da cá cho em. Thun cô tông da cá nè mấy chị, còn sót bộ nè. 75.000 cho em cô tông da cá thiêu nha, 75. 75, 75. Cho chị Mỹ Kiều, 75. Trời ơi, mì đẹp vậy, mai lấy đi trời. Đau lòng. 75.000 da cá đó. Vô đóng 2 giờ. Rồi mấy chị lên cho em mã áo kiểu nè. Sale luôn 20. Áo kiểu bô rip nha, 50kg về 20. Chị Hạnh Kim ơi, nhắn tin qua bên tin nhắn giùm em đi chị. Bên em không có chốt đơn trên like nha. Chị thấy nãy giờ khách em mua đâu có ai cho thông tin trên like đâu. Bên em chỉ chốt đơn qua tin nhắn thôi. Chị nào lấy trắng comment 20 nha. Rồi lên cho em bô rip màu vàng 30.000 nè. Ai lấy bô rip vàng comment vàng cho em 30. Vàng trắng 20 cho Trang Tăng. Ai lấy vàng 30 comment cho em vàng 30. Áo này là áo bô rip nè. Comment vàng 30k. Vàng cho Nguyễn Liễu 30. Rồi trắng còn cái nữa nè mấy chị ơi. Áo trắng này mặc đẹp lắm mấy chị. Nó là bô rip á. Cái kiểu nó lạch lạch vậy á mọi người. Cái kiểu nó lạch vai vậy á nè. 50-52kg á. Em sale luôn 20. Ai lấy trắng comment trắng 20 giùm em. Mạng yếu quá à. Trắng 20. Ai lấy trắng 20 comment cho em. Cho Nguyễn Liễu luôn, sale 20 luôn. Cái bà săn áo này về bán đi, em nói thiệt, vải cực kỳ đẹp. Rồi lên cho em mã tay dài. Tay dài cho em 55kg về tay dài nha. Em sale áo này luôn 25.000. Comment cho em tay dài 25 cho em tay dài. Áo kiểu hot girl không à. Comment cho em tay dài 25. Sao người mẫu mặc đẹp quá trời không biết. Tay dài 25. Rồi comment cho em màu tím 30. Áo này bô rip nha, rất tốt. Comment màu tím cho em 30.000 tím. Nhìn vải bô rip cái biết liền à. Cái thun thái cũng biết liền. Tay dài 30 cho Nguyễn Liễu. Comment cho em màu tím 30 luôn. Ủa tay dài. Chết cha, tay dài đấy nãy sale 25 mà. À, tay dài đúng rồi, đúng rồi. Cho Nguyễn Liễu 25 mai 25. Tay dài đó sale 25 nha. Ok. Tím với chị Văn Hồng 30. Hết tím rồi mấy chị ơi. Hết tím rồi nha. Rồi comment cho em màu đỏ. Đỏ này dây rút cho em bô rip luôn. Ai lấy đỏ comment 30.000 cho em 50-52kg về. Ai lấy đỏ dây rút comment cho em 30. Hàng này hàng bô rip xịn luôn nha mấy chị. Comment cho em màu đỏ 30.000. Săn
hàng rẻ về mặt mấy chế ơi, đẹp xịn sò luôn. Màu đỏ 30. Đây. Bà nào mặc vô mới thấy nó đẹp. Đây xẻ ngay cái nách chơi gì nè. Đó. Chị nào lấy đỏ đây comment cho em, comment cho em số 1 đem sale 20.000. Số 1, số 1. Này là mập quá, ta ớn nó mặc mấy áo này. Chị mấy quần đùi. Comment đỏ cho em 20.000. Đỏ này sale 20 nha, đỏ dây rút 30, đỏ là 20. Số 2 cho chị Anh Quỳnh. Áo đẹp lắm, mặc cực kỳ đẹp luôn, áo nó sale 20. Này cho Nguyễn Liễu 30. Rồi tay dài em còn cái 25.000 nè, sale 25 luôn đi. Em còn cái tay dài 25.000 nha. Em còn cái áo kiểu tay dài 25.000. Ai lấy tay dài comment 25. Đỏ 20. Đỏ 20 hả? À, đỏ là cái 20 đó cho anh. Ừ, cái đó cho Nguyễn Liễu. Nguyễn Liễu. Nguyễn Liễu. Vậy cái đỏ kia chị Anh Quỳnh. Đỏ nãy cho chị Anh Quỳnh. Đỏ lại. Ừ. Giá cá hết rồi. Rồi comment cho em màu đen 25.000. Ai lấy đen 25 comment đen 25. Đen 25 này là Boris nha, đen 25. Ai lấy đen 25 comment. Đen 25. Đen cho chị Văn Hồng 25k. Rồi em còn cái zoom mấy chị ơi. Em còn cái zoom nè, 55kg về có hai túi nè, em sale cho cái zoom nè. Zoom này bằng chất là thun cô tông cho em nha nè. Comment zoom cho em sale 30 luôn. Đó. Chế nào lấy zoom comment zoom 30.000, còn một cái duy nhất. 55kg về 30. Bà nào lấy zoom comment zoom 30.000. Zoom 30. Tay lụa tay dài còn bộ 55kg về bộ lụa tay dài sale luôn 65.000 nè. 55kg về cho em còn bộ 65.000. Ai lấy lụa tay dài comment 65.000. 55kg về 65.000. 65.000 giùm em. 55kg về. Rồi satin em còn 2 bộ. Satin 60kg về cho em nha. Satin phối nè, 60kg về bộ này sale luôn 60 cho mấy bà luôn nè. Còn bộ nè. Ai lấy satin lửng comment 60. Satin lửng cho em 60.000. Lụa 65 cho Lành Nguyễn. Mới qua pha cà phê sữa qua ta uống. Uống nước về đây nước uống đi. Thầy cái biết cho chị. Ừ. Nãy giờ không nói bà. Trời ơi. Ai lấy lửng comment lửng nha. Cái này là satin đó, em sale luôn 60 á. Ai lấy satin comment sale 60. Satin hồng xanh. Bộ này tay da, bộ này quần. Bộ này quần dài là 65 nha Bích Trâm ơi. Quần chính tất là 65. Quần lửng chi sale 60, chính tất là 65 nha. Hàng này đẹp lắm mà tại vì sale á. Bích Trâm nè. Bộ này sale luôn 60 nè. Còn bộ già này là 65 nè Bích Trâm nè. 65 nè. Dạ ok. Ừ. Không mà chị đâu đó đàng hoàng, chị phải nói đàng hoàng. Ok. Là cô Tông Thái em còn bộ mấy chị ơi, cô Tông Thái nè. Cô Tông Thái 60kg về em còn bộ nha, 85.000. 85.000 cho em. Ai lấy cô Tông Thái comment 85.000 nha. Đây 60kg đổ về. Chị nào lấy cô Tông Thái comment cho em 85.000. Xả cho hết.
Comment cho em Thái 85. Đợi tôi xíu. Tôi còn gì tôi xả cho mấy bà luôn. Nè còn quần nè, con đợi chút. Xả cho hết cái tầng này đi mấy bà ơi. Em xả cho hết cái tầng này đi mấy chơi. Đây, còn mấy cái quần hot girl đây. Đơn cho em quần u mì ngố. Chị nào lấy mì ngố comment 55kg về mì ngố nha. 30.000 mì ngố. Ai lấy mì ngố comment 30. Chất u mì thì mấy chị khỏi bàn cãi rồi. Lên cho em mì ngố 30.000. 55kg về mì ngố. Mì ngố cho em 30. Đây quần tây nam nè, quần tây nam em còn màu đỏ xả luôn. Quần tây nam em còn màu đỏ size 30. Chị nào lấy đỏ size 30 comment quần tây nam nha, sale luôn 40.000. Quần tây nam cho em mấy chị ơi nè, mấy chị coi chất nè. Cực kỳ đẹp luôn. Còn một cái size 30 nha, sale luôn 40. Mì ngố cho chị Vân Hồng. Vân Hồng sale 30.000 mì ngố. Ok cho chị Lê Kim Cương. Vân Hồng 30. Lê Kim Cương 30 luôn. Rồi comment cho em quần tây nha. Thôi cái quần tây này xả 35 đi. Comment cho em màu đỏ size 30 sale 35.000. Cái đây là quần tây nam nha. Không biết sao nó còn cái màu đỏ. 35.000 cho em. Rồi màu đỏ đô. Màu đỏ đô này em còn size 30 và 31. Bà nào lấy luôn ba cái quần tây nam này tôi sale cho 100.000 mấy bà ơi. Một cái màu đỏ với hai cái màu đỏ đô nè. Em sale cho quần tây nam này ba cái 100 nè. Còn ba cái nha, sale ba cái quần tây nam 100.000, size 30 với size 31. Chị nào lấy ba cái 100.000 giùm em. Đây. Còn ba cái quần tây nam luôn. Ba cái 100. Nhanh gọn lẹ. Ba cái 100 nha, bà nào có lấy được thì lấy. Ê chú không mày lấy đèn nhiều chóng bận đi nè. Cái bận mấy quần cũ quá. Bận kéo lên đi. Bận đi giường, bận mấy màu đỏ nè. Trời ơi, tay em còn bộ lửng nè. Em còn bộ lửng nha mấy chị ơi, 60kg về em còn bộ lụa lửng nè. Bộ này em sale cho mấy chị luôn 30.000 đi, màu trắng nè. Em sale luôn 30. Ai lấy lụa lửng comment cho em màu trắng nha, 30.000. 56-57kg về 30. Ai lấy trắng comment trắng 30.000 giùm em. Trắng 30. Đùi. Chị nào lấy đùi comment đùi cho em nha. Bộ đùi này sale 45.000 nè. Vải quá đẹp luôn. Ai lấy đùi 55kg về 45.000. Lụa lửng 30 cho chị Hạnh Kim. Hạnh Kim 30. Comment cho em xanh riêu. Ai lấy đùi xanh riêu comment quần có túi 45.000. Đùi 45. Ai lấy đùi cô tông comment 45.000. Đùi. Rồi thái đỏ cho em 55kg về. Cho chị Nguyễn Thị Hòa 45k. Comment cho em thái đỏ nha. Xả luôn 35.000 thái đỏ. Thái đỏ 55kg về 35.000. Ai lấy thái đỏ comment thái đỏ 35. Thái đỏ 35. Áo này bữa hảo sale 45 á. Rồi comment cho em thái vàng 35 luôn. Xả cho hết luôn. Thái vàng 35.
Thái đỏ cho Hoàng Anh 35, xả cho hết luôn. Thái vàng cho em 35 luôn. Rồi lên cho em set mango. Đây set mango 50kg về, xả luôn 50. Mango cho em 50.000 mango. Đây Thái vàng cho Quỳnh Thị Sinh 35.000. Thái set mango comment sale 50. Set này 48-50kg về, set hot girl sale 50.000. Mango mấy chị ơi phía sau nè. Đây phía sau cái lưng nó dày nha. Đó cái lưng nó gài nút gì đó. Ai lấy mango comment sale cho mấy chị 50.000 mango. Set hot girl 50.000. Còn em còn cái đầm siêu nhân bé nè mấy bà ơi, sale 20 nè. Ai lấy đầm siêu nhân bé comment đi, em khỏi mở mấy chị 20.000. Ủi nó bay nó dính ngay ra mũi, ngứa ra mũi hoài luôn. Chị ơi bữa nay là em đang sale lộn xộn, em bóc cái này em sale cho mấy chị cái đó. Cái gì cũng còn nhưng mà nó đang nằm lộn xộn đâu đó, ở khu vực nào đó. 20 Văn Nguyễn, Văn Hồng. Lên cho em mã đầm beo. Đầm beo 60kg về cho em nha, đầm lụa beo nè. Đó 60kg về. Em sale luôn 40.000. Chị nào lấy đầm lụa beo comment 40. Lụa beo cho em 40.000. Lụa beo. Rồi em còn 3 cái áo khoác nam nha. Em còn 3 cái khoác nam cho em 65kg về. Cái này là nam mà mặc siêu mát luôn nè. Đó cô Tông thông hơi á. Chứ ra lấy khoác nam comment em sale luôn. Set cho Nhạn Dương Lê Duy. Set mango sale 50, có set nó mặc đẹp lắm luôn. Ok. Nhạn Dương Lê Duy. Tên gì đó, bà đặt cái tên bây giờ gì đó. Comment cho em áo khoác nam mọi người ơi, giờ xả luôn 55.000 nè. 55.000 cho em cô Tông thông hơi, vải xịn sò luôn. Lô này đợt trước em bán, chị nào mua áo khoác nam rồi biết á, em bán 75 rồi đó, giờ sale 50. Em còn 3 cái nè. Ai lấy khoác nam comment nha, sale có 55.000 á. Sale cho mấy bạn 55.000. Cục này nhiều quá nè. Rồi Thái mấy chị ơi, Thái dài. Em sale cho 50kg về, comment cho em Thái Hồng 55.000. Thể thao Hồng nha. Chị nào lấy comment cho em Thái Hồng cho em mấy chị ơi, Thái Hồng 60 đi, 60. 50kg về. Ai lấy Hồng comment cho em 60.000 bộ Thái. Thể thao Thái 60. Comment Thái Hồng 60. Hồng cho Bích Hà 50kg về nha, sale cho 60.000 luôn á. Rồi comment cho em màu hồng cam. Hồng cam này em sale 60 luôn. Ai lấy hồng cam comment bữa nay là xả rẻ bèo luôn á. Màu hồng cam này em cũng sale 60 luôn nè. Mai cái lụm này dục lên trên. Nó chống chỗ này. Đây là bán dạng như đắp chiếu vậy đó. Ok chị Vân Hồng. Vân Hồng sale 60 luôn. Hết rồi chị Canh Trần ơi. Hết rồi. Rồi em còn một cái áo khoác 50.000 nè. Ai lấy khoác xanh dương comment cho em sale 50. 55kg về. Xét cho em rồi chị. Comment cho em xanh dương nha. Hai túi ngoài hai túi trong 55kg về xanh dương. Sale cho mấy chị xanh dương này 50.000. Xanh dương 50. Hôm qua chị có like một cục cô Tâm đó đó. Không biết dẹp đi đâu rồi. Hôm qua có nguyên cục luôn. Sale rẻ bèo. Cho Như Ý Trân Phạm 50.000. Như Ý Trân Phạm.
Rồi em còn bộ cô tông thái nè mấy chị ơi. Em còn bộ cô tông thái nha, 60kg về nhưng mà nó là màu trắng. Nhưng mà vải dày nha. Cho nên mấy chị đừng có sợ thấy áo lót, thấy đầu lót ở trong. Em sale cho mấy chị thái trắng này luôn. Bộ thái trắng này 60kg về em xả luôn 55.000 đi. Nè. Bà nào lấy trắng comment trắng 55 cho em. Trời má ơi. Trắng 55. Xanh dương hết rồi gái ơi. Ai lấy thái trắng comment sale 55 cô tông thái đàng hoàng. Nhưng mà màu trắng cho nên tôi sale rẻ luôn cho hết á. 55.000 á. Có chị Anh Quỳnh ơi, có. Chốt cho chị rồi. Mạng yếu quá, em nói mấy chị không nghe được đúng không? 55 thái cho chị Lê Kim Cương nè. Dạ rồi. Rồi mấy chị lên cho em bộ KT thái mọi người ơi, KT thái nha. À lấy KT thái 55kg về comment bộ này em sale cho mấy chị 45.000 nè, 45.000. Quá đẹp luôn. Bà nào lấy thái xanh comment 45.000 cho em. Comment cho em xanh 45. 55kg về nha, xanh 45. Mai qua đã gọi đồng mới được. Chiều mai qua gọi đồng. Rồi lụa lửng. Ai lấy lụa lửng comment nè, 35.000 còn bộ nè. 50kg về lụa lửng 35.000. Ai lấy lửng 35 comment lửng 35. Bữa quên cầm cái hộp ấy về cho mẹ với đứa mày. Comment cho em. Ừ mai chị làm mà cầm về. Lửng 35 cho chị Văn Hồng. Hết rồi có con bộ rồi mấy bà ơi. Rồi thể thao đùi còn bộ nè. Thể thao đùi 55kg về còn bộ 45.000 nè. Ai lấy đùi 45 comment cho em thể thao đùi. Thể thao đùi cho em sale 45.000. Thể thao đùi 55kg về 45.000. Cái này xả ba tháng không con này. Lâu. Đùi 45 đi canh chồng. Rồi mấy chị comment cho em khoác. Em còn cái khoác nâu nè, sale 50 nè. Ai lấy khoác nâu comment 50, 55kg về. Áo này đẹp lắm. Áo khoác này chắc đẹp cực kỳ luôn. Nâu cho em 50.000 nâu. Ai lấy nâu comment nâu 50. Đây thể thao còn bộ màu xanh nè, 40 40 cho tới 55kg nè. Em còn bộ xanh dương phát nâu cho Lan Anh 50. Comment cho em thái xanh. Bộ này em sale 60.000 nha. Ai lụm được lụm. Ai xanh comment xanh 55kg về. 60.000 xanh quần màu đen cho em 55kg về xanh. Ai xanh comment xanh 60. Cho chị canh chồng xả cho bà về bà bán lại. Mấy chị sĩ xăng của em lô thái đây 60.000 quá rẻ luôn. Chất đúng đỉnh luôn. Ừ. Xanh hết rồi nha. Rồi mấy chị comment cho em bộ ton nè, 56-57kg về nè, ton lửng nè. Form bao đẹp luôn, sale luôn ton lửng này 55.000 nha. Đây, 60kg về 55.000. Ai lấy ton lửng comment cho em sale 55.000 nè. Bộ này size 2X giùm em 55.000. Cho An Thiên. An Thiên 55.000. Hết rồi. Rồi lụa lửng 35 còn bộ lửng 35. Ai lấy lửng 35 comment cho em ton hết rồi mấy chị ơi. Comment cho em lửng 35 mấy bà ơi. Lửng 35. Ai lấy lửng 35 comment rồi mai hết pin. Chắc like được chút xíu nữa đó mấy chơi. Lửng 35 cho em. Cho chị Hạnh Kim nè. Hạnh Kim lửng 35. Khách mới nhớ inbox số điện thoại địa chỉ qua tin nhắn giùm em. Bên em mới chốt đơn nha.
Mấy chị không cho thông tin là ngày mai em soạn hàng em bỏ đơn hết đó nha mấy chị ơi. Em bán qua cho người khác đó nha. Mấy chị mua xong nhớ cho em xin cái thông tin, gửi qua tin nhắn giùm em. Rồi thể thao còn bộ 45. Ai lấy thể thao comment cho em còn bộ 55kg về 45.000. Thể thao thể thao. À, hàng tiếng luôn. Á à, sao này là gì trời. Hàng tiếng luôn. Thể thao cho em 45.000. Cho bà Khánh My nè. Khánh My 45.000. Khánh My lấy rồi mấy bà ơi. Comment cho em 55kg về. Comment cho em bộ Thái Hồng. Bộ này sale cho luôn 60 Thái Hồng. Ai lấy Thái Hồng 55kg về sale 60.000 nha. Trời ơi không đẹp không lấy tiền. Thái Hồng 60. Rồi chị mới móc cục đó xuống hết rồi. Móc vào lần này. Thái Hồng cho em 60. Cho chị Nguyễn Thị Hòa 60k. Tết mango hết rồi Bảo Thạch ơi. Rồi mấy chị lên cho em mã quần dạ nè, size M nè. Comment cho em quần. Trời ơi chắc đẹp giả mang luôn. Lên cho em mã đen, quần này sale 45.000 nha. Chắc là chắc, chắc đuổi dạ cực kỳ đẹp. Comment cho em màu đen. Size M 52-53 ký về. Sale 45.000. Comment cho em đen M 45. Đen em mờ cho em sale 45.000. Cho chị canh tròn quần nó chất siêu đỉnh luôn. Canh tròn sale 45. Trời ơi Thảo mặc áo này không Thảo? Áo rất tốt nè. Có sẵn mút ngực luôn. Đây phía sau nó có bo nè. Áo này chắc được 55kg luôn á. Em sale cho về bận nha. Có sẵn mút ngực luôn 20.000. Comment cho em đen 20. Áo này bà Trang Tăng đâu, bà Trang Tăng nhỏ con mặc áo này đẹp nè, 20.000. Hai chục. Thật dạ này còn cái đầm ở đây nữa. Rồi chị nào lấy đầm này comment cho em. Ai lấy đầm comment cho em mã đầm tặng. Tôi tặng cho ai mặc được mặc 45-48kg. Ai mặc được cái đầm này lấy giùm tôi tặng nha. Bảo Thạch ơi, mango không có chốt cho chị nha. Không có đọc tên là không có. Em chốt cho ai nãy em đọc rồi, giờ chị hỏi sao em nhớ. Đây em còn hai cái quần riêng nam nè. Tặng cho Như Ý Phạm Thị đi. Tặng sale cho Như Ý Phạm. Như Ý Chân. Như Ý Chân Phạm chứ lộn. Như Ý Chân Phạm. Đen cho Lê Kim Cương 20. Dạ rồi. Như Ý Chân Phạm rồi, đen cho Lê Kim Cương 20. Đây. Quần rin nam mấy chị ơi, còn sót hai cái rin nam nha, size 35. Em còn hai cái rin nam size 34 và 35, size đại luôn. Quần rin nam nè. Size 34 và 35 cho em. Em còn hai cái rin nam em sale luôn 80.000 cái. Thôi 75 đi. Chị nào lấy luôn hai cái 150. Size 34 và 35 nha, quần jean nam cho em. Còn hai cái size đại. Size 34 và 35. 75.000 cái. 34, 34, 35 nó cỡ 65, 68 kg á. Nếu mà ông nào mét 65 là 70kg luôn á. Nó là size đại á. Nè riêng cho chị Lê Kim Cương hai cái luôn, 75.000 cái. Rồi mấy chị lên cho em quần đuổi nè. Comment cho em quần đuổi mấy chị ơi, 55kg về quần đuổi nha. Đuổi thiêu nè. Đó đuổi xước á. Chị nào lấy quần đuổi giờ em còn mấy cái sale luôn 35.000 cho em 35. Chị nào lấy đuổi chuột comment cho em 35.000. 55kg về. 1, 2, 3. Em còn 4 cái nha.
Đuổi chuột này sale 35.000 luôn, còn 4 cái. Mặt chứ trời. Đa nhiều quá mệt rồi. Comment cho em sale 35.000. 35.000 quần đuổi. Ăn thiên cái. Vân Hồng ơi, còn 3 cái chị lấy luôn nha. Vải đẹp lắm á, chị tin em mua đi. Bà không mua hối hận đó. 35.000 à. Chị Vân Hồng. Chị Vân Hồng 2 cái đi cho Lan Anh cái đi. Có rồi, chị Như Quyên không có nha. Vân Hồng 2 cái, Lan Anh cái. Chị Như Quyên không có. Đây nãy ai hỏi em satin em còn bộ tay dài nè. Satin em còn bộ tay dài quần dài, à, tay ngắn quần dài rồi satin. Còn bộ 55kg về satin em sale cho bộ này về bận 80.000 nè. Satin cho em sale 80. Ai lấy đen comment cho em đen 80. Đen 80. 9 giờ về vậy đó. Đen 80 cho em đi. Má chị cũng sắp hết pin. Ngồi chút. Mấy bà ơi, tôi đang like mà chừng nào màn hình nó tắt tới thui là máy hết pin nha mấy bà. Nó báo pin yếu rồi. Comment cho em satin 80.000. Satin này 55kg về 80. Vải cực kỳ chất luôn. Satin cho em 80. Rồi đây set mango đây. Cái này đúng đỉnh mango nè. Còn 4 bộ 4 màu mango cho em xả luôn 75.000. Còn 4 bộ 4 màu luôn. Đây. Mấy chị coi cái set mango nè. Đó. Xuất sắc chưa, 75.000 cho em. 55-56kg về mango. Sale cho mấy chế 75.000. Đây. Hàng nó phải đúng đúng hàng mango nha mấy chị. Chị nào lấy sọc hồng em còn 4 bộ á, 75.000 thôi. Ai lấy sọc hồng comment cho em sọc hồng nè. Set mango cho em 75.000. Này ta bán tới 101 lần nè mấy bà ơi, mango nè. Sale cho mấy chế 75. Em còn sọc màu hồng. Sọc màu xanh biển. Sọc màu vàng. Với lại sọc màu cam. Còn 4 cái sale 75.000. Đây màu vàng nè mấy chế. Mango, mango 75.000. Phải đẹp xịn luôn. Đẹp xịn xà luôn, 75k dùm em. Em xanh 75 cho chị Hạnh Kim. Đẹp lắm mấy chế, mua set này về mặt đi rồi ghiền. Nhớ inbox số này thì chỉ qua dùm em với chị Hạnh Kim ơi. Inbox qua Facebook. Inbox qua cái nào cũng được trơn á. Sọc hồng cho An Thiên. An Thiên 75 rồi. Rồi em còn sọc vàng. Với lại sọc màu cam nha. Màu cam này là cam với xanh đen á, chứ phải cam lè nha mấy bà ơi. Để tôi cho mấy bà coi luôn nè. Đây cho mấy bà coi màu cam nè. Để mấy công mấy bà tưởng nó cam lè. Cam sọc phối là cực kỳ đẹp luôn. Đây màu cam nè. Đó. Ai lấy cam comment cam cho em sọc cam. Em còn sọc vàng sọc cam nha 75. À, hai máy nào cũng hết pin chứ. Máy này nó cũng đổ quét rồi nè. Trời ơi. Này không có sạc hai máy luôn. Có sạc dự phòng này đang sạc cái điện thoại. Comment cho em màu cam như là like tí xíu. Thôi vậy đi, vậy đi. Thấy cái gì? Nó còn có chút xíu, siêu hết pin rồi. Nè mấy bà ơi, còn mấy bộ đùi sale cho nè. Nè. Còn mấy bộ đùi sale cho luôn nè. Máy sắp hết pin rồi nha mấy chị. Xả luôn 45 đùi cho em.
À lấy chuột comment cho em chuột 45.000 chuột. Đó. Bà nào lấy chuột comment chuột 45k. Hàng này bữa bán 55 nè, 60 62 kg về nè, bộ đùi. Ai lấy chuột comment 45.000 chuột chuột. Bộ này là khỏi chê rồi, cái này là thun Quảng Châu nè, 45.000. Sáng cho chị Thủy Bích sale cho 45 về bọn. Rồi con thỏ màu cam. Ai lấy thỏ cam comment sale 45.000 nha nè. Thỏ cam cho em 45.000. Không chị ơi, em đâu có đọc tên chị đâu mà chốt cho chị Bảo Thạch. Nãy em nãy là bà không có chốt được cái gì luôn á. Comment cho em thỏ màu hồng. Đâu, em không đọc tên là không có nha. Comment cho em thỏ màu hồng nè. Đùi, à xin lỗi, thỏ màu cam, sorry, thỏ màu cam 45.000. Cam đi thì Thủy Bích. Rồi, thỏ màu hồng chuột hết rồi. Thỏ màu hồng cho em 45 luôn. Trời ơi, mấy cái bộ đùi này mặc bao sướng luôn, mát gửi luôn. Ai lấy thỏ hồng hoặc thỏ cam comment sale 45.000 bộ đùi. Đó, còn có mấy bộ xả luôn cho rồi đó. Kịp không? Thời gian kịp không? Hồng cho Khánh My. Còn bộ thỏ màu cam nha, còn bộ thỏ cam. Còn một bộ thỏ cam, ai lấy comment hết hồng rồi, còn thỏ cam à. Chị ít ít sale nó mới kịp, sắp hết giờ rồi. Hết rồi mấy chị ơi, còn thỏ cam cho chị Anh Huỳnh nè. Ok, Anh Huỳnh 45 giờ rồi. Em kiếm cái cục nào nhiều nhiều em sale cho nó nhanh mấy chị ơi. Hết giờ rồi. Ê còn nè, ê đùi còn, quên. Để đi kia cho nhiều. Xả 45.000 là hết luôn nha, mấy bà dứt điểm luôn nha. Rồi mấy chị lên cho em con mèo nè. Con mèo này em có màu xám với màu hồng nha. Tại vì cái hàng này nó còn nhiều xả gì cho nó nhanh. Chừng nào mà mấy chị thấy cái máy em tự tắt pin là mấy chị biết máy em hết pin nha. Nó cũng sắp rồi đó, nó đỏ chớp chớp rồi kìa, chừng nào nó tắt không biết nữa. Rồi mấy chị comment cho em mã mèo xám nha. Đó, bộ đùi cute này em sale cho 45.000. Em có màu xám với màu hồng. Chị nào lấy sọc xám hoặc sọc hồng comment cho em đi. Sọc xám và sọc hồng nha, 45.000. Vải mát lắm mấy chị ơi, bộ thun này mặc thoải mái vô cùng. Chị nào lấy sọc xám comment sọc xám. Đây comment cho em sọc hồng cho anh Huỳnh 45. Chị tắt máy lạnh nha nào. Tự nhiên nó thấm mày gì lạnh quá. Nãy nó nực gì vậy lạnh. Ai lấy xám hoặc hồng comment cho em. Trời ơi, bộ này 45 là quá rẻ luôn rồi mấy bà ơi. Em nói thiệt, hàng này em nhập 55 em mới có lời mà giờ em sale luôn á. Em bán 55 em mới có lời đó. Đó, giờ sẵn sàng xả cho hết luôn nè. Mấy chị mua về đẹp quá, mai mốt mua nữa cũng không có nữa, xả hết trơn rồi. 500 bộ từ bữa tới giờ á. Comment cho em màu hồng nha, em sale 45.000 á. Cái vải thun nó mặc sướng lắm. Ai lấy comment xám hồng 45. Xám hồng 45 cho em. Rồi. Ai lấy thêm lấy nha. Mình em đưa mẫu đó lên, đưa mẫu đó lên hết. Rồi qua cho em mã con mèo. Con mèo này em có mèo hồng với lại mèo xanh. Rồi một mã này nữa em xuống like nha mấy chị ơi. Ai lấy mèo xanh comment 45.000 mèo xanh. Mèo xanh cho em. Quá dễ thương luôn, xe có 45.000. Ai lấy bò mèo xanh comment 45.000. Bộ này 60kg về mới chế mặt Vivu. Mèo xanh. Rồi comment cho em mèo hồng.
Màu hồng xanh cho chị Thủy Bích. Ok tình yêu. Comment cho em mẹ bộ này đẹp lắm mấy bà ơi, bộ này đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Nè. Chắc ngày mai comment cho em màu hồng. Bộ này dễ thương lắm. Rồi thôi em xuống like nha mọi người. Dạ, mấy trái nào có đơn inbox giùm em mai chốt đơn nha mấy bà ơi. Mèo xanh với mèo hồng 45k. Mới dọn xong em like xong nó cũng tè le. Máy em hết pin rồi chị ơi. Đuối rồi chị ơi, em mệt rồi. Em lao quá em mệt rồi. Hồng em mặc được không? Trời ơi, em chị nói em, chị, em 35kg em mặc cũng đẹp nữa. Cái bộ này nó đẹp vậy đó. Bà nào tròn nó giãn ra, bà nào ốm nó ôm vô. Tôi nói mấy bà 35kg mặc cũng đẹp nữa. Dạ. Rồi nha, Nhãn Dương có lấy không? Để chị xuống like nè. Đuối lắm mấy chơi, em ơi mệt rồi mấy chơi. La quá mệt. Rồi nha. Nhận Dương Lê Duy. Em sale bộ này 45 mấy bà, em nói thiệt luôn, nó đẹp giả mang luôn. Đẹp lắm, đẹp lắm. Nè, này cho Khánh My nè. Khánh My 45. Rồi ok mọi người, bye bye mấy tình yêu nha. Dạ. Mai em sẽ chốt đơn, nhắn tin báo đơn nha mấy chị. Dạ rồi. Bye bye mọi người nha.